Chương 11 Tinh Phân, Còn Quá Phận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tiếp mục tổ giao cho lệ thừa ngôn một hạng nhiệm vụ, làm một bài 10 người hát tiếp mục tuyên truyền khúc, lệ thừa ngôn không phụ trọng kéo, một ngày phổ ra từ khúc, ngày thứ hai điền xong ca từ. Hắn ở giữa bộ phận quá mức một đoạn đàn violon độc tấu, lưu cho tô chanh. Đạo diễn phi thường hài lòng, thẳng khen hắn là âm nhạc thiên tài, cũng không thiên tài A hắn mê ca nhạc trải rộng năm châu bốn biển, đi nhiều như vậy thành thị, mỗi lần diễn xuất hắn mê ca nhạc số người nhiều nhất. Ca khúc thu sắp đến, Tô Chanh tiến vào gian phòng bên trong luyện tập. Tiết mục là một bên thu một bên biên tập, thu trung kỳ liền sẽ truyền ra, phía sau hành trình cùng chương trình giải trí hiệu quả cũng sẽ đi theo truyền ra phản ứng tiến hành điều chỉnh. Bên chụp bên truyền bá trước khi đến mọi người liền rõ ràng, bọn hắn, lữ hành, không thoải mái, tiết mục tổ càng không thoải mái, muốn một bên chụp, buổi tối trở về liền muốn biên tập. Nửa tháng nữa, tiếp mục liền muốn phát sóng. Tuyên truyền khúc thu tiến hành thuận lợi, ca từ vui sướng loại nhạc khúc bay lên, thích hợp bọn hắn loại này thanh xuân thần tượng lữ hành tiết mục. Quý Chu phát hiện tô chanh ca hát rất êm tai, thanh âm sạch sẽ mềm mại, giống của nàng người đồng dạng. Lần sau hai ta cũng làm bài hát. Tô chanh vội vàng lắc đầu, lần sau không muốn cùng ngươi một tổ. Hả? quen về sau tiểu nha đầu bắt đầu sẽ cự tuyệt hắn chúng ta ai cũng sẽ không sáng tác bài hát tô chanh thực sự cầu thị ta sẽ chỉ kéo đàn violon vốn chỉ muốn nàng nói đến một nửa liền ngậm miệng lại quý chu lĩnh hội của nàng muốn nói lại thôi có phải hay không nghĩ ý hoặc là viên na ngươi hẳn là có cơ hội tô chanh kinh ngạc với hắn thế mà đoán được ý nghĩ của mình có phải hay không ta quá không tự lượng sức ca ca nói cho ngươi không phải ngươi không đủ ưu tú, là bởi vì tiết mục nhu cầu. Tiết mục tổ mấy đại lưu lượng đặt chỗ này, tất nhiên để bọn hắn trước giành giật một hồi, dạng này càng có chuyện hơn đề độ. Yên tâm có ca tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi không có cơ hội này. Nghe hắn lời này rất ấm áp, nhưng Tô Chanh vẫn là biểu biểu miệng nhỏ, trong lòng nghĩ, chỉ có ngươi mới không phải cho ta cơ hội, mỗi lần chuyển tổ đều mang nàng chơi, lần này chuyển tổ sau hai người bọn họ lại là một tổ, lệ thừa ngôn cùng hân hân một tổ bởi vì lần trước thất bại bọn hắn nói lần thứ ba nhất định phải cầm xuống diễn xuất cơ hội hân hân tư thế kia không cầm xuống ván thứ ba cùng giết nàng bất quá đây cũng là trong âm thầm la hét ống kính trước vẫn là thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ người bên ngoài nhàn rỗi có thế hừ hừ ca tô chanh nhưng không có đây là lần đầu tiên nghe được nàng ca hát ôm nhu sạch sẽ nghe đặc biệt dễ chịu quý chu tính toán tiếp xuống hắn đến cùng với nàng làm bài hát, nếu không không phải lãng phí tiểu tranh tử tốt như vậy tiếng nói. Về phần cho nàng biểu diễn đàn violon cơ hội, trong lòng của hắn sớm đã có an bài. Tiết mục thu một tháng, với bộ chính thức tuyên truyền khúc trang web phát ra tới, chế tác MV là một tháng này biên tập cùng thu cùng ngày tại phòng thu âm đoạn ngắn. Tô Chanh cũng là lần thứ nhất nhìn biên tập ra hình tượng, thật sự cảnh còn muốn đẹp, đây đều là thợ chụp ảnh công lao một cái tiết mục diễn viên đạo diễn hậu kỳ chặt chẽ không thể tách rời thiếu một thứ cũng không được một bộ truyền hình điện ảnh kịch hoặc là chương trình giải trí thành công tuyệt không phải một người công lực tô chanh làm đàn violon người trình diễn rất sớm liền rõ ràng đoàn đội hợp tác tầm quan trọng phan hâm mộ nhiệt tình tuôn ra tại ủy bộ chính thức hạ cho nhà mình idol đánh côn tô chanh ủy bộ không có mấy cái phấn chú ý ủy bộ chính thức sau liền rời khỏi những người khác so với nàng hào hứng tăng vọt, đều đang cày ôi bộ, có nhìn phan hâm mộ nhắn lại, có nhìn tin tức, tô chanh than nhẹ một tiếng, nhàm chán. Quý chu nói, tiểu chanh tử, ta chú ý ngươi mau trở lại quan. Tô chanh ồ một tiếng, mở ra điện thoại, hồi quan một cái vừa mới chú ý nàng, anh vũ ảnh chân dung, hai chữ danh tự, quý chu. Sau đó lần lượt lại cùng tiếp một tổ người lẫn nhau quan, tô chanh hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người đi ủy bộ chính thức hạ đánh côn, nhưng Tô Chanh cũng đi, Tô Chanh chỉ để lại một cái biểu lộ, mỉm cười. Nàng phát xong về sau liền rời khỏi ủy bộ, không có chú ý tới, quý chu tại nàng nhắn lại lần sau một cái che miệng cười biểu lộ, kỳ thật cái này hồi phục cũng không khẩn yếu, chỉ coi là khách quý hổ động, về sau tiếp mục truyền ra, bị phan hâm mộ móc ra, cái kia mới gọi ngọt. Lâm Hân hỏi nàng, nghĩ không nghĩ tới thành danh, Tô Chanh không nghĩ tới, đến thu tiết mục không phải nàng bản ý, người cả nhà đều xúc động, nàng ngỗ nghịch không được bất luận kẻ nào, tô gia trên dưới duy nhất có thể nói tới bên trên lời nói cũng chính là ba ba, mà lần này rõ ràng cũng là ba ba đồng ý, nàng lại có thể thế nào. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đi qua Ba Gieo, Monaco Thành, đi tới Melbourne. Mấy ngày liên tiếp cường độ cao hành trình, tô tranh thể lực đã rõ ràng theo không kịp, quý chu phát hiện sắc mặt nàng không đúng, hôm nay chớ cùng, lưu tại chỗ ở nghỉ ngơi. Không có quan hệ. Hậu kỳ biên tập, ngươi thiếu một thiên căn bản nhìn không ra. Nàng biết sự quan tâm của hắn, thật ấm áp, cảm ơn quý ca, ta thật không có việc gì. Có việc nói với ta, đừng gượng chống. Nguyên bản hết thảy còn tốt, men bờ ngày thứ ba, một trận mưa lớn nhường nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống, bọn hắn ở bên ngoài lại mắc mưa, mặc dù cũng liền như vậy trong một giây lát, lại làm cho nguyên bản liền thể chất suy yếu lại thể lực tiêu hao quá lớn Tô Chanh ngã bệnh. Buổi sáng chuông báo vang lúc, Tô Chanh đứng lên, hai chân rơi xuống đất liền mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Lâm Hân cùng Tô Chanh một cái phòng, nàng ngủ được mơ mơ màng màng, trước mắt một bóng người ngã xuống, trong nháy mắt ngủ trùng bị cưỡng chế di dời, bổ nhào qua phát hiện Tô Chanh đã té xỉu. Quý Chu đã nổi lên, hắn tại một tầng nghe được Lâm Hân kêu gọi, vội vàng chạy lên lâu, Lâm Hân gặp hắn tới, kinh hô, quý ca, tiểu tranh tử ngất đi. Quý chu bước nhanh đến phía trước, từng thanh từng thanh người bế lên, tiểu nha đầu này gầy, một điểm trọng lượng đều không có. Tiết mục tổ lái xe trực tiếp đem người đưa đến bệnh viện, quý chu không có nhường những người khác đến, chỉ có hắn cùng Lâm Hân đi theo. Trước đó ngẫu nhiên thấy được nàng ăn một chút thuốc, ta hỏi nàng, nàng nói là bổ thân thể đề cao sức miễn dịch, ta liền không có coi ra gì. Lâm Hân nói. Quý Chu mặc dù ngày bình thường cùng Tô Chanh đều ở cùng nhau, nhưng cũng không rõ ràng nàng tự mình trong phòng đều làm cái gì, trước đó phát hiện sắc mặt nàng không tốt, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy. Tô Chanh tỉnh lại lúc, nhìn thấy Quý Chu ngồi ở bên cạnh, lại nhìn trong phòng bày biện, phóng tầm mắt nhìn tới tuyết trắng một mảnh, là bệnh viện. Nàng tự trách đạo, thật xin lỗi, liên lụy các ngươi. Quý Chu nguyên bản một mặt lo lắng, nghe được nàng, mặt trong nháy mắt đen, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Tô Chanh toàn thân bất lực, bám lấy cánh tay muốn đứng lên, Quý Chu đưa tay khoác lên nàng trên vai, dùng sức nhấn một cái, nằm, chớ lộn xộn. Bác sĩ nói ngươi mệt nhọc quá độ, một tháng này xác thực rất vất vả, còn có, ngươi thiếu máu nghiêm trọng như vậy. Tô Chanh cười cười, không nói chuyện. Ngươi trước kia một mực thiếu máu đi, không bổ sao. Quý ca cảm ơn ngươi, ta không sao thân thể không thoải mái cùng ta giảng hiện tại ngã bệnh cùng ta ngược đãi ngươi như vậy tô chanh bị huấn một mực cười làm lành cười còn cười nhìn ngươi sắc mặt kia được không cùng bột mì giống như quý chu cầm qua cốc nước đem ống hút đưa đến miệng nàng bên ta tự mình tới nàng muốn đi tiếp bị hắn né tránh tô chanh đành phải uống như vậy một điểm quý chu đem cái cốc vừa để xuống gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ Tô Chanh ngồi xuống, cứ như vậy nhìn chầm chầm hắn. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ca đẹp trai như vậy nam nhân là sao? Tô Chanh cảm giác gương mặt cơ bắp không tự chủ co quắp hạ. Đột nhiên quý chu hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp rầu rĩ, trên mặt thanh lãnh vô cùng, là nàng chưa thấy qua quý chu. Tô Chanh biết mình trì hoãn mọi người hành trình, thân thể người khác đều tốt, chỉ có nàng ngã bệnh, thể chất nàng yếu, một tháng này nàng đã rất vượt qua trên thân thể khó chịu không nghĩ cho mọi người thêm phiền phức cái kia trương tổ yến nàng cũng ăn một nửa nhưng không thấy quá nhiều hiệu quả quý chu di động kêu lên hắn đứng dậy ra ngoài nghe là đạo diễn tổ hỏi nàng tô chanh tình huống tô chanh đợi một hồi lâu quý chu cũng không có trở về nàng không biết hắn đi đâu hoặc là có chuyện gì nàng cảm thấy mình đã không sao có thể xuất viện nàng xuống giường đi giày lúc này cửa bị đẩy ra ngươi làm gì chứ? Cô Chanh bị hắn quát lạnh thanh giật nảy mình, nhếch cánh môi không biết làm sao. Nằm xuống lại. Ta có thể xuất viện. Đừng để ta nói lần thứ hai. Quý Chu chưa hề dùng qua dạng này ngữ khí đối nàng, không kiên nhẫn, thanh lãnh, dạng này Quý Chu nhường nàng cảm giác được ban đầu chạm mặt lúc khoảng cách cảm giác. Quý Chu nắm tay sách túi bỏ lên trên bàn, từ bên trong xuất ra một bát yếu cùng điểm tâm nhỏ. Tô Chanh nhìn xem hắn đem cháo đóng mở ra, thon dài đốt ngón tay nắm vuốt thì múc múc, ngồi xuống. Nhà. Nàng tại bên giường ngồi xuống. Quý Chu múc một muỗng cháo đưa đến miệng nàng một bên, há mồm. Tô Chanh vội vàng đi lấy thìa, ta tự mình tới. Ngoại trừ mẹ ta, ta còn không có hầu hạ quá nữ nhân, há mồm. Quý Chu tâm tình xác thực không tốt lắm, thấy được nàng sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, hắn đau lòng a. À. Quý Chu Thanh lãnh giữa lông mày đừng lấy giận tái đi, Tô Chanh vẫn tương đối thích trước đó cả ngày miệng lưỡi trơn tru, lưu manh vô lại hoa hoa công tử, tối thiểu như thế không có cảm giác áp bách. Huống chi lúc này không có thợ chụp ảnh, hai người lại cùng chỗ một cái phòng. Tô Chanh cắn môi cánh, trắng mút ngón tay nắm vuốt trên giường cái chăn, qua nửa ngày, tay nhỏ nhẹ nhàng đụng một cái hắn ống tay áo, đừng nóng giận, ta lần sau chú ý. Quý Chu cầm thì tay bỗng dưng dừng lại, trong mắt chi quan thoáng chốc nhảy vọt, đây là cùng hắn nũng nịu. Tiểu Chanh tử lần thứ nhất nũng nịu, này thận trọng bộ dáng, tinh tế tay nhỏ, nhu nhu ánh mắt, mẹ, tâm đều sốt giòn. đi, tiếng kêu ca, ta liền tha thứ ngươi. Tô Chanh mấp mấy môi, không nói lời nào. Quý Chu cũng không mở miệng, an tĩnh trong phòng bệnh dằn co hai người, chỉ nghe đến lẫn nhau nhỏ bé nhỏ bé yếu ớt tiếng hít thở. Tô Chanh hít sâu một hơi, ca này thanh ca, làm cho không có một chút xíu mập mờ, thậm chí tựa như thật huynh muội đồng dạng, thẳng thắn, thẳng nhiên. Nhưng nghe tại quý chu trong lỗ tai, tặc thoải mái, hưng phấn, dựa vào, hắn đều nghĩ tại chỗ lắc lư. Bỗng nhiên, trên mặt cười đắc ý thu lại, không được, tiểu tranh tử quá dễ lắc lư, vạn nhất về sau bị người lắc lư đi làm sao bây giờ. Về sau không cho phép gọi bậy. Là hắn không phải buộc chính mình gọi hắn ca, kêu hắn lại mặt lạnh lấy nhường nàng đừng gọi bậy. Tô Chanh trong lòng âm thầm nhã rảnh, tinh phân, còn quá phận. Chương 12 Ca ca đều gọi, còn không quen. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Chanh khôi phục không sai biệt lắm, buổi chiều liền trở lại tiết mục tổ, mọi người vây quanh quan tâm hỏi thăm một phen. Đại sảnh phi thường náo nhiệt, tuấn nam tịnh nữ cùng nhau tham dự nấu nướng bữa tối, Quý Chu nhường tiết mục tổ trợ lý đi mua vài thứ, lúc ăn cơm, mọi người thấy trên bàn có mấy thứ không giống bình thường đồ ăn. Quý Chu đem mấy thứ đều bày ở tô chanh trước mặt, mọi người chế nhạo, nha, quý ca cho tiểu chanh tử làm tiểu táo. Ai lại bệnh, ca cũng làm cho người chuẩn bị cho ngươi. Tô chanh có chút xấu hổ, quý Chu đơn độc cho nàng làm bổ khí huyết kháng mệt nhọc trứng bồ câu long nhãn cẩu kỹ canh cùng mấy món ăn, bất quá trên mặt bàn có một dạng tương đối đặc thù, nhìn phá lệ mê người mỹ vị, hạt dẻ thịt kho tàu. Quý ca tốt tri kỷ A, à, chúng ta cũng nghĩ hưởng thụ đại ngộ như vậy. Mọi người trò đùa. Quý chu không chút nào phản bác, mà là nhìn xem đám người, cho các ngươi một cái nhíu mày, bổ sung ý vị thâm trường cười, tùy các ngươi như thế nào giải đọc. Tô chanh gương mặt phát nhiệt, ngượng ngùng cuối thấp đầu không nhìn tới mọi người trêu chọc thần sắc. Nàng kỳ thật cũng không hưởng thụ loại này đặc thù chiếu cố, nàng không thích bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió biến thành chủ đề trung tâm nhưng quý chu hảo ý nàng là cảm kích lâm hân kẹp một khối thịt kho tàu cho nàng tiểu chanh cái này thật tốt ăn hy vọng tiết mục không muốn truyền ra đoạn này các cô gái ăn như gió cuốn ăn thịt kho tàu hình tượng cái gì toàn từ bỏ tằng minh lãng nói một đoạn này nhất định phải truyền bá nữ thần nhiều tiếp địa khí mạc y y nói một chữ hương hai chữ, thật là thơm. Tô chanh không chút nếm qua như thế mập thịt, đương cắn lấy miệng bên trong, mập mà không ngán, thật ăn thật ngon. Ăn xong cơm tối, tô chanh trở về phòng nghỉ ngơi, nàng nằm trên giường không đầy một lát liền ngủ thiếp đi, tỉnh lại lúc cũng không biết là mấy điểm, chỉ là nghe được tiếng mở cửa, là Lâm Hân trở về. Lâm Hân nhỏ giọng đóng cửa lại, chạy đến bên giường, thần thần bí bí nói với nàng, quý ca tại phòng bếp làm cam hầm nấm tuyết. Tô Chanh ồ một tiếng. Ngươi làm sao cái phản ứng này, hắn khẳng định là làm cho của ngươi, quý đại thiếu tự mình xuống bếp nha, mọi người dưới lầu đều trêu chọc, hắn cũng không phản bác, tiểu chanh tử, quý ca có phải hay không đối ngươi có ý tứ, em ta làm sao thần kinh dạng này đại điều, mới phản ứng tới. Tô Chanh ngồi xuống, bó lấy tóc tán loạn, dưới bóng đêm nữ hài tử khuôn mặt phá lệ nhu hòa, nàng cười hạ nói, quý ca đối tất cả mọi người tốt lắm biết ngươi té xỉu ai đưa ngươi đi bệnh viện sao là quý ca hắn ôm ngươi đi tô chanh nghẹn họng nhìn trân trối tất cả mọi người nhìn xem đâu mọi người trêu chọc hắn cũng không giải thích cho ngươi đơn độc thiên vị buổi tối còn tự thân cho ngươi hầm nấm tuyết lâm hân bò lên giường hai tay nắm ở nàng nho nhỏ bả vai nhẹ nhàng lay động tỉnh a tiểu chanh tử quý ca đối ngươi tuyệt đối không đồng dạng ngươi là làm sự tình người không có khả năng cảm giác không thấy đi tô chanh cao mày cắn môi cánh khuôn mặt nhỏ nắm chặt thành một đoàn cười khổ tuyệt đối không nên đem ta đẩy hướng mục tiêu công kích quý ca đối tất cả mọi người tốt hắn là lão bản quan tâm mọi người cũng là bình thường lâm hân cảm thấy có đạo lý nhưng vẫn là cảm thấy quý chu đối tô chanh quá tốt rồi này hơn một tháng hai người một đường đồng hành mỗi ngày đều cùng một chỗ nói không chừng làm ra chút cảm tình lâm hân bỗng nhiên lại trở nên vô kế khả thi Tuy nói quý ca quả thực ưu tú, có tiền có thế, nhan giá trị lại cực cao, nếu không làm sao mê được những cái kia thiên kim danh viện. Liền là đường viền tin tức không ngừng, tiểu tranh tử đơn thuần như vậy người, nếu như quý ca thật ra tay với tiểu tranh tử, nàng khẳng định chống đỡ không được, vạn nhất lại làm cái thương tâm. Không phải nàng nhạy cảm, là trong truyền thuyết bị quý đại thiếu tổn thương qua nữ nhân từ Ninh Hải Đường có thể xếp tới Thượng Vân Phố, kia là như thế nào một cái hùng vĩ, người khác không tại ngành giải trí đã trở thành ngành giải trí chủ đề, một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể lên đầu đề, ăn một bữa cơm lên đầu đề, đi dạo cái phố đều có thể lên đầu đề, hiện tại tiếng ngành giải trí, bao nhiêu cự tin người mẫu chạy theo như việc, hồi trước còn cùng đang nổi người mẫu còn có bối cảnh kỹ mây. Ngưng lên hót sớt, tô chanh nhìn chầm chầm lâm hân, làm sao vậy, biểu lộ như thế ngưng trọng. Loại chuyện này nàng dù sao không phải người trong cuộc, không có gì quyền lên tiếng, bạn nhất thật tốt cũng nói không chính xác, nàng quyết định vẫn là quan sát quan sát, a à không có gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều, quý ca xác thực đối với người nào đều tốt ha. Tô Chanh Nhu Nhu cười một tiếng, liền là ngươi suy nghĩ nhiều. Sau một tiếng, Tằng Minh Lãng đi lên gõ cửa, nhường nàng đi xuống lầu. Bàn ăn bên trên đặt vào một bát bút hơi nóng cam hầm nấm tuyết, nhưng không thấy quý chu, mọi người nhìn Tô Chanh, dơ lên cái cầm chỉ vào bàn ăn vị trí, trực tiếp làm rõ quý đại thiếu tự tay cho nàng làm mọi người trêu chọc thần sắc nhường tô chanh xấu hổ vô cùng nàng vội vàng đi qua xuất ra n cái chén nhỏ gánh vác đều đều sau đó chính mình ăn một bát cái khác lưu cho đám người một bên không quên trêu chọc nàng cũng đều không khách khí tọa hạ hưởng dụng quý đại thiếu ái tâm đường thủy đám người một bên trêu chọc một bên cười tô chanh cười đến xấu hổ cực kỳ nàng cũng không tiện nói gì Vu Thanh Nghiên gặp mọi người chọc cho lợi hại, nhỏ giọng nói, quý ca vì tiết mục, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thanh âm của nàng không lớn, mọi người lại nghe được rõ ràng, có vui sướng, có ẩn nhẫn, nhưng câu nói này đầy đủ rõ ràng, quý chu là vì tiết mục hiệu quả. Tô Chanh tự nhiên cũng nghe được gặp, cũng nghe được minh bạch. Quý chu tắm rửa xuống lầu công phu, bên cạnh bàn vây quanh một vòng người, duy chỉ có không thấy tiểu tranh tử gặp hắn xuống tới mọi người chế nhạo quý ca tới đáng tiếc tiểu chanh cho mọi người chia xong không có ngươi phần ăn ngon không ăn ngon nha có thế ngọt gấp đôi ái tâm ngọt nha quý chu cười lạnh ăn ít một chút bệnh nhà giàu đều là các ngươi dạng này không kiên nể gì cả có được đám người quý đại thiếu tâm quá tối chẳng phải ăn hắn điểm món điểm tâm ngọt thế mà nguyền rủa bọn hắn thật ngọt quá ngọt ăn ngon Quý Chu mặt tối sầm, quay người lên lầu. Tô Chanh nghe được tiếng đập cửa, từ trên giường xuống tới đi mở cửa, Quý Ca. Thế nào? Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi nha, mọi người ăn rất vui vẻ. Quý Chu bước gần một bước, cư cao lâm hạ nhìn chầm chầm cặp kia nước mắt, cắn răng nói, không biết chừa chút cho ta. Tô Chanh nghe xong, lập tức biết mình sơ sẩy, xin lỗi nha, ta quên. Lúc ấy chỉ lo xấu hổ, phân cho mọi người, hy vọng mọi người không quan tâm ta tâm, hoặc là, cho dù là tiết mục hiệu quả, nàng cũng không muốn chính mình trở thành chủ đề trung tâm. Quý Chu đột nhiên đưa tay, tại nàng trên trán hung ác chọc lấy dưới, ai cũng để trong lòng, duy chỉ có đem ca ca ta quên, không có lương tâm tiểu nha đầu. Tiểu cô nương có mấy cái trải qua ở Quý Chu dạng này trêu chọc, đơn độc tiểu táo lại tự mình xuống bếp tự chế ái tâm đường thủy, hiện tại lại đứng trước mặt ngươi, chỉ trích ngươi là không có lương tâm tiểu nha đầu. Tô chanh trên mặt có chút hiện ra bối rối, đưa tay tại hắn chạm qua địa phương trà sát, ta nhớ kỹ, lần sau nhất định sẽ không quên. Quý chu chép miệng xuống khóe miệng, nàng trả lời thật chính thức, một điểm dư thừa phân tình đều không có, ngươi đương ca cùng phía dưới đám kia bạch nhãn lan đồng dạng, chuyên nhớ thương ăn. Tô chanh vội vàng gật đầu, ngươi theo chúng ta không đồng dạng, chúng ta đều thèm ăn. Quý chu đụng phải một cái mũi xám, Tô Chanh hoàn toàn không để ý tới hắn lời nói bên ngoài âm, hắn đem một bụng tức giận đều gắn ra, đấu địa chủ, thắng được một đám người kêu rên, Cô Chanh trên lầu nằm, nghe dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến ầm ỉ cùng vui cười, nàng khẽ cười dưới, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy lại sức, cốt ứng đối tiếp xuống hành trình. Ngày kế tiếp bọn hắn đi đúng chỗ tại men bờn đông nam phương hướng, hơn 100 số Philip đảo quan sát chim cánh cục, hoàng hôn sau mới nhìn đến tiểu chim cánh cục kết thành nhóm nho nhỏ chim cánh cục từ đằng xa trở về, trở về sào huyệt. Ban đêm bọn hắn ở tại ở trên đảo, đám người nằm tại trên ban công, nhìn qua lóa mắt tinh hà, cảm thụ được vũ trụ mênh mông. Men bần 4 ngày chi hành kết thúc sau, liền lại một lần nữa chuyển tổ. Mà chuyển tổ sau, Tô Chanh mở ra điện thoại, nhìn thấy Tô Hâm phát tin tức, nhưng nàng nhìn thấy sau trả lời điện thoại đây là Tô Hâm lần thứ hai gửi tin tức cho mình, Tô Chanh suy nghĩ liên tục, vẫn là gọi quá khứ. Tô Hâm cùng bằng hữu tại quán ăn đêm bên trong hải, nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện Tô Chanh điện báo, vội vàng chạy đến nghe. Hâm tỷ vừa cầm tới điện thoại, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Chanh đi thẳng vào vấn đề. Tô Hâm đứng tại phòng rửa tay soi vào gương, thưởng thức chính mình gương mặt xinh đẹp, có lồi có lõm dáng người, ta xem đường thấu, còn có tiếp mục tổ thả ra báo trước phiến, cũng không tệ lắm nha. Tô Chanh như lọc vào trong sương mù, không quá lý giải Tô Hâm là dụng ý gì, đều là hậu kỳ biên tập công lao. Thân thể ngươi thế nào, ngươi sau khi đi, ta cùng nãy nãy nói chuyện phiếm, ta đề cập qua thân thể ngươi không tốt, nãy nãy cũng đau lòng, sợ ngươi không chịu đựng nổi. Tô Chanh cũng không có quên nàng lúc rời đi nãy nãy mà nói, cực khổ nãy nãy phí tâm. Đều là người một nhà ngươi làm sao dạng này khách khí, nhưng nãy nãy nghe được nhất định không cao hứng. Tô Chanh không nói chuyện, dối trá mà nói nàng nói không nên lời, vẫn không hiểu tô hâm này thông điện thoại muốn làm cái gì. Các ngươi thu đến đâu rồi, trước đó nhìn thấy đường thấu tại Ba Gieo. A tên. Hy Lạp, qua, ta vẫn muốn đến đó lữ hành, biển A -dê -dăng thật đẹp. Ai cập, các ngươi cũng sẽ đi sao? Tô Chanh ừ một tiếng. Quá tốt rồi, ta quá cứ tìm ngươi. Hâm tỷ, ta tại ghi chép tiết mục không tiện. Không quan hệ, ta không quấy rầy ngươi công việc, mà lại ta cùng quý ca quen, không có chuyện gì. Cô chanh nhếch cánh môi, bác bỏ mà nói bị nàng bác bỏ, lại chuyển ra quý chu, nàng cũng không thể nói gì hơn. Quý ca một mực tại ghi chép tiết mục sao, hắn nửa đường không có rời đi. Ân, quý tổng một mực tham gia. Quý ca người rất tốt. Tô Hâm nhìn xem trong gương chính mình, sửa sang quần áo, dáng người hình dạng nàng tự nhận nơi nào đều không kém. Thật không biết cái nào sơ quý chu tại sao phải Tô Chanh mà không đồng ý nàng tham gia, cũng bởi vì nàng sẽ kéo đàn violon. Tô Chanh nói: Chúng ta còn không quá quen, còn không quen. Tốt a, à, chờ ta quá khứ các ngươi liền quen. Không quen tốt nhất, a. À. Tô Chanh cúp điện thoại, thở dài một tiếng, nàng tại thu tiết mục. Tô Hâm tại sao phải đến tham gia náo nhiệt. Tô Chanh quay người lại, phóng ra bước chân im bặt mà dừng. Quý Chu dựa cổ Hy Lạp kiến trúc mang tính tiêu chí thô đá tròn trụ, xanh nhạt đường vân áo sơ mi ở dưới bóng đêm mười phần chói sáng, hắn sông nàng nhíu mày, chúng ta không quen sao. Tô Chanh nhấp môi dưới cánh, kéo ra một vòng hơi quẩn cười. Hắn tiến lên một bước, Tô Chanh lui lại một bước, thẳng đến Tô Chanh thối lui đến vách tường lui không thể lui, quý chu dựa cột đá, khóe miệng ngậm lấy cười, đồng tiếng đồng suốt một tháng, còn không quen. Cái kia ca giới thiệu một chút chính mình. Tô Chanh dương mắt nhìn hắn, hắn làm cái nào một màn. Trước kia người không tại ngành giải trí, nhưng bác quái không ít ra, người này tiến ngành giải trí, bác quái liền không từng đứt đoạn, nhưng ca ca rất một lòng nha. Tô Chanh gật đầu, trong lòng lại nghĩ, nói với nàng cái này làm gì? Hiểu rõ sao? Tô Chanh tiếp tục gật đầu quý chu nghiêng về phía trước lấy thân thể, càng phát ra tới gần nàng. Gặp nàng dán tường hướng bên cạnh nhảy lên, hắn bước lên trước một bước, tô chanh kém một chút đụng trong ngực hắn. Ca ca đều gọi, còn không quen sao. Quý chu thấp giọng bật cười, mang theo lồng ngực cộng minh chấn động truyền đến, tô chanh cảm giác nóng độ thoáng chốc bò lên trên trong tay, liền cao cái cổ đều đi theo đỏ lên, nàng cúi đầu, hai tay giảo cùng một chỗ, có chút hối hận, nàng liền không nên gọi chương 13. Không có nhãn lực độc đáo đồ vật, lại xông tới chướng mắt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com A tên, có lịch sử lâu đời tên thịnh di tích cổ, thế giới nghe tiếng thạch điêu bút tích thực, Venus, thắng lợi nữ thần đều do Hy Lạp người sáng tác, thế giới nghe tiếng nhà bảo tàng liền có hơn 20 ở giữa. Tô Chanh đứng tại nhà bảo tàng bên ngoài, ánh mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy nơi xa mặt nền trắng phối màu màu tiên diễm bao nhiêu đồ án áo sơ mi quý chu, nện bước chân dài hướng bên này đi tới, cầm trong tay hai chén đồ uống. Quý chu áo sơ mi hiếm có thuần một mạc, không phải nát tốn chút suýt liền là mang theo các thức đồ án, tô chanh không quá chú ý phục sức, nhưng những người khác nói chuyện trời đất, nói trên người hắn tùy tiện một kiện, đều là xa xỉ phẩm bài. Mà lại quý chu lạnh da trắng, dáng người cao gầy thông dài, khí chất lỗi lạc, dù cho áo sơ mi hoa đều bị hắn xuyên ra một thân tự phụ, cho nên tại một đám chó sáng tuấn nam mỹ nữ bên trong, không phải minh tinh hắn, lại hấp dẫn vô số ánh mắt. Quý chu cách xa chỉ thấy tô chanh nhìn mình, hắn bước nhanh đi tới, tiểu chanh tử nhìn chầm chầm vào ta nhìn, ca ca hôm nay rất đẹp trai có phải không? Sớm quen thuộc hắn cả ngày lên mặt, tô chanh nhướng nhướng mày công, đưa tay muốn đi bắt hắn buông xuống đồ uống, bởi vì có một cốc là chính mình của nàng tay vừa muốn đi lấy, hắn nói. Này cốc không phải, ly kia là của ngươi. Tô Chanh cầm lấy một cái khắc cốc, uống một hớp nhỏ, lại là nhiệt độ bình thường, dù cho dạng này nóng bức mùa. Nàng vụng trộn nhìn về phía bên cạnh tọa hạ người, hắn chính một tay kéo ống tay áo, lộ ra rắn chắc tay nhỏ cánh tay, kết tết Philip đồng hồ, tinh hà mặt đồng hồ phía trên khảm kim cương vỡ. Nàng vẫn cảm thấy quý chu là cái sốc nổi người, hoa tâm, yêu trêu chọc bốn phía trêu chọc nhưng nàng cũng tương tự cảm nhận được hắn cẩn thận còn có cho ấm áp tựa như trong tay nàng này cốc nhiệt độ bình thường nước cam nàng sinh bệnh về sau quý chu đối nàng mười phần chiếu cố dùng lâm hân mà nói nói sợ nàng có một chút xíu không thoải mái liền nhíu mày đều sẽ bị hắn đi lên hỏi một câu quý chu mang lấy chân dài khuỷu tay chống tại bên cạnh nàng ghế dài trên lưng ài biểu thật đẹp mắt ngươi đừng nói đùa của nàng biểu rất phổ thông, mấy vạn khối tiền, kỳ thật mấy vạn khối nàng cũng không bỏ được, đây là cùng từ Du Du dạo phố lúc, bị nàng cưỡng ép đặt tại trong cửa hàng mua. Từ Du Du nói, nàng kéo đàn violin, khí chất trọng yếu nhất, làm sao có hay không một khối đẹp mắt đồng hồ, nàng lúc ấy diễn xuất có một bút tiểu tích xúc, mới bỏ được đến mua lại. Hắn đột nhiên đưa tay chế trụ của nàng thủ đoạn, nàng khẽ giật mình, có chút kiếm dưới, hắn nói, đừng nhúc nhích ta liền nhìn xem. Tô Chanh biết hắn là đang nhìn đồng hồ, nhưng hắn lòng bàn tay nhiệt độ, liên tục không ngừng thông qua thủ đoạn truyền vào, một cái khác cầm đồ uống cốt tay, chậm rãi nắm chặt. Sách, ngươi tay lạnh như vậy. Hắn buông nàng ra tay, mua bàn tay dán lên nàng cái trán, còn tốt, không bỏng. Nàng chưa hề cùng nam nhân từng có bất luận cái gì tiếp xúc thân mật, dù cho nhỏ bé đụng vào, ngượng ngùng chi sắc cũng sẽ không tự giác bò lên trên gương mặt, ta nếu không dễ chịu ta nhất định nói, sẽ không một như lần trước như vậy. Quý Chu mặc dù yêu trêu chọc, nhưng tác phong lại chính phái, tiểu cô nương không có gật đầu trước đó, hắn thật đúng là chưa làm qua quá phận cử động, nhưng hắn chạm qua nàng hai lần, một lần là đầu vai, trong lúc vô tình sát qua, còn có liền là lần này, hắn phát giác trên người nàng một mực là lành lạnh. Trở về tìm trung y luận điệu, người thân thể này quá yếu. Tô Chanh gật gật đầu, nhỏ giọng đáp ứng hôm đó ngươi gọi điện thoại có bằng hữu muốn tới hắn hỏi ta đường tỉ tô hâm các ngươi nhận biết ân nàng muốn tới nói sẽ không quấy rầy chúng ta ghi chép tiết mục dạng này không có sao chứ thu ba tháng cuối cùng biên tập chỉ có mười kỳ rất nhiều hình tượng đều sẽ bị xóa bỏ chỉ cần ngươi không mỗi ngày đi ra ngoài không quan hệ vậy là tốt rồi lo lắng sẽ ảnh hưởng mọi người. Tô Chanh lo lắng sự tình rơi xuống đất, lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm, quý chu nhìn xem của nàng cười, chính mình cũng cười, này cam làm sao đáng yêu như thế, cười lên ấm ôm nhu nhu. Tương giao trong ánh mắt, Tô Chanh nhìn hiểu hắn trong lúc cười không có trêu chọc, không có nghiền ngẫm, không có đùa nghịch bần khi dễ nàng, hắn cười phản phất có thế chiếu vào lòng người ngọn nguồn, giống nắng ấm, ấm áp lại không cực nóng. Tô Chanh dịch ra ánh mắt của hắn, trong mắt, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay cầm nước cam cốc nước có chút xuất thần. Cô hâm tốc độ cực nhanh, ngày thứ ba đến Aten, cô tranh điện thoại đã giao đến tiết mục tổ, nàng gọi điện thoại cũng không có đã thông. Cô hâm thông qua trên mạng đường thấu tìm dấu vết để lại, nàng trước tiên đem hành lý đưa đến khách sạn, sau đó thuê xe đi biển Agya Biển Agya do nhiều đảo tạo thành, tiết mục tổ đi vào thánh thác bên trong ni đảo, lúc này ở trên đảo ánh nắng tươi sáng trời trong như tẩy, sóng biển vuốt nham thạch, hải âu bay thấp xuống tại trên mặt biển, du khách hài lòng, liếc nhìn lại, màu trắng tường ngói, màu trắng kiến trúc, màu trắng hải âu, xanh thẳm biển a dê dăng. Lâm Hân xuất ra chống nắng, cam, ngươi qua đây lại phun một lần. Tô chanh mặt rộng lượng hưu nhàn chống nắng áo, che khuất cả nửa người, nàng ăn mặc mười phần tùy ý, không giống những người khác còn muốn đẹp, ăn mặc khinh bạc lại không mất phong phạm, nếu như không ai chú ý tới nàng, cùng người qua đường không khác. Trên thân không cần, nhưng trên mặt nhất định phải dùng, Lâm Hân cho Tô Chanh lại bổ một lần chống nắng, toàn thân mình trên dưới đều phun tốt, mới mang bên trên rộng lượng che nắng mũ, cầm lên kính râm đi tới. Tô Hâm suy đoán bọn hắn sẽ đi địa phương, quả nhiên như nàng sở liệu đồng dạng, tại thánh thác bên trong ni đảo nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Tô Hâm ưu nhã dạo bước tại trên bờ biển, nàng đến gần chút Lần đầu tiên liền tìm được quý chu, sau đó ánh mắt lục soát tại mọi người bên trong, nhìn thấy dáng người nhỏ tiểu Tô Chanh. Tô Chanh. Tô Hâm không gần không xa, hô một câu. Tô Chanh nghe được thanh âm, đám người cũng đi theo quay đầu, là một người mặc thời thượng rất có phẩm vị cô gái xinh đẹp nhi. Trong lòng thở dài một tiếng, quay người đi hướng Tô Hâm, "Hâm tỷ, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Ta không phải nói muốn tới biển A Dê sao?" xa xa nhìn một đống người lại có camera liền đoán được là các ngươi tô hâm nói ánh mắt nhìn về phía một bên khác đưa tay chào hỏi hải quý ca quý chu gật gật đầu không nói chuyện tô hâm cùng quý chu không tính quá quen gặp qua số lần không hề ít nhưng thật không có thực tế tính trao đổi qua tuy nói lưới truyền quý chu danh viện sát thủ nhưng người cũng là mắt cao hơn đầu cái nào nghe đồn nữ chính không phải dáng người hình dạng đều tuyệt sắc Tô Hâm tự hỏi điều kiện không kém, nhưng chính là không có nhường quý chu con mắt nhìn quá, nàng cảm thấy là không quen nguyên nhân, tiếp xúc nhiều, chắc chắn không đồng dạng, mà lại lần này tới còn có vô thanh nghiêng, đây chính là cái đối thủ mạnh mẽ. Ngươi không giới thiệu một chút. Nàng nói. Tô Chanh ồ một tiếng, quay đầu cho mọi người giới thiệu, ta đường tỷ Tô Hâm. Sau đó lại giới thiệu những người khác, Tô Hâm từng cái chào hỏi, đến quý chu cái kia, nàng nói, hôm trước cùng ta ca còn trò chuyện quý ca đâu không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải quý chu chỉ là cười dưới ánh mắt khẽ quét mà qua nhìn về phía tô chanh tô chanh vội vàng nói đường tỷ ta tại ghi chép tiết mục không thể cùng ngươi tốt chờ các ngươi nghỉ ngơi trò chuyện tiếp ta mang cho ngươi đồ vật đặt ở khách sạn quay đầu cho ngươi tô hâm nằm tại bãi cát trên ghế nằm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một đám người một đám người chơi đùa, đi chân trần dẫm tại trên bờ cát, nước tràn qua chân nhỏ, Quý Chu cùng Tô Chanh đang nói cái gì? Tô Hâm hừ lạnh một tiếng, cái này đầu gỗ đầu óc, nếu như là nàng, thời gian dài như vậy tiếp xúc, sớm đem quý thiếu làm xong. Buổi tối muốn nhìn biển a dê dăng mặt trời lặn, cho nên bọn hắn trước khi đến mướn một gian cảnh biển mang bể bơi biệt thự, ra biển về sau, buổi chiều trở về đi phòng ăn ăn cơm. Tô Chanh nhìn thấy Tô Hâm tại tiết mục tổ dừng lại bên cạnh, chính cùng người nói chuyện phím, thấy các nàng trở về xong nàng ngoắt, Tô Chanh nói mọi người đi ăn cơm, có người đề câu, nếu là tiểu tranh tỷ tỷ, không biết có thể hay không cùng nhau. Đạo diễn điểm điểm nói, ngầm đồng ý hành vi của các nàng, hậu kỳ đem của nàng ống kính cắt đi là được rồi. Tô Hâm biểu hiện được rất thân thiện, mọi người cũng cảm thấy Tô Hâm rất hay nói, người lại đẹp, Tô Chanh lời nói một mực ít. Tô Hâm thỉnh thoảng sẽ cùng Quý Chu đề vài câu bọn hắn quen biết người, Quý Chu cơ bản không tiếp nàng tra nhi, nhiều nhất gật đầu ừ một tiếng, hoặc là ứng bên trên một câu. Tô Chanh ăn đến rất nhanh, ăn xong liền ra ngồi tại che nắng ô hạ nhìn ra xa xa bãi biển. Quý Chu chỉ chốc lát cũng ra, ở bên cạnh ngồi xuống, Tô Chanh không nói lời nào, Quý Chu một tay chống cầm, ánh mắt nhìn chầm chầm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiểu nha đầu không biết nghĩ gì thế, chưa từng có tuyệt thế đại soái ca ở trước mặt nàng, còn giả bộ như làm như không thấy, hắn đột nhiên mở miệng, ngữ điệu bay lên hát lên ca, yên tĩnh mùa hè, trên bầu trời sao lốn đốn đầy trời. Tô Chanh chuyển mắt, đụng vào hắn ánh mắt nóng bỏng. Trong đầu có chút tưởng niệm, tưởng niệm lấy mặt của ngươi. Tô Chanh nháy nước mắt. Ngươi có thể làm bộ nhìn không thấy, ta có thể len lén tưởng niệm. Ca từ đều sửa lại, lại cười đến tặc yêu nghiệt, Tô Chanh sắc mặt lại phấn, hắn vừa muốn mở miệng, Tô Hâm từ bên trong ra, Tiểu Chanh, Quý Ca, các ngươi đang nói chuyện gì? Quý Chu khuôn mặt tươi cười bỗng dưng tối đen, không có nhãn lực độc đáo đồ vật, lại xông tới chướng mắt. Không có trò chuyện cái gì? Tô Chanh nói. Tiểu Chanh ngươi mặt làm sao đỏ lên, có phải là không thoải mái hay không? Tô Hâm ân cần nói. Tô Chanh xấu hổ cười một tiếng, hơi nóng. Tô Hâm tại Quý Chu chỗ bên cạnh ngồi xuống, Quý Chu thu hồi vừa mới tư thế ngồi, mở rộng ra đến, tiểu tranh tử, cho ca cầm chai nước. Tô Chanh ồ một tiếng, đi lấy nước. Tô Hâm thấy thế, ánh mắt sáng lên, chi đi Tô Chanh, Quý ca, đầu tuần đụng phải bá mẫu. Quý Chu tới câu, mẹ ta thật nhàn, cái nào đều đi dạo. Tô Hâm khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Là tham gia Lâm Bá mẫu sinh nhật yến. Vẫn là nhàn rỗi nàng không phải làm sao nhàm chán như vậy đi tham gia cái gì sinh nhật yến quý thiếu trương dương không tiếc hắn là có vốn quý gia căn cơ không tại ninh hải là tại đế đô lại ngắn ngủi mười mấy hai mươi năm tại ninh hải trở thành giới kinh doanh chủ lưu quý chu tuyệt không phải dựa vào quý gia căn cơ mà là hoàn toàn dựa vào bản thân bản sự quý gia thực lực cùng nhân mạch không phải tô gia lâm gia có thể so sánh được quý chu đứng dậy liền đi liền cái ánh mắt đều không cho tô hâm cô chanh cầm bình nước chạy đến cho ngươi nước không uống hắn đưa tay khoác lên nàng trên lưng đẩy nàng đi trở về trở về ghi chép tiết mục cô chanh vội vàng quay lại đầu nói với cô hâm câu liền bị quý chu chế trụ bả vai thúc đẩy phòng ăn cô hâm một mặt mộng bức quý thiếu hôm nay làm sao đối với hắn lời nói lạnh nhạt trước kia không quen cũng không có dạng này quá đối cô chanh giống như có chút không đồng dạng cô chanh có cái gì không sẽ kéo cái đàn violon a. Không đúng, nàng khẳng định là nghĩ nhiều, quý thiếu làm sao có thể đối Tô Chanh có khác ý nghĩ, nơi này cái nào không thể so với Tô Chanh có dáng người có tư sắc, quý thiếu khẩu vị mọi người đều rõ ràng đâu. Tô Hâm bật cười, của nàng đối thủ mạnh mẽ, thế nhưng là Vu Thanh Niên Chờ đến cơ hội nhất định hỏi một chút Tô Chanh, quý thiếu cùng Vu Thanh Nghiên là quan hệ như thế nào. Chương 14. Beauty and the Beast bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tiết mục tổ lâm thời cho khách quý gia tăng tiết mục giai đoạn trước chỉ có hai tổ chính thức biểu diễn quá còn có một tuần tiết mục liền muốn truyền ra muốn làm một lần lớn bánh lới lần này chính thức sân khấu biểu diễn toàn thể khách quý đều muốn lên đài khách quý đều là nghệ nhân chuyện diễn xuất dễ như trở bàn tay độ khó không lớn cho nên chỉ có một ngày thời gian chuẩn bị tiết mục đơn cùng diễn tập đã phân đến tổ người hai hai tiến hành thương nghị chính mình tổ tiết mục, Tô Chanh hỏi Quý Chu, chúng ta chuẩn bị cái gì? Quý Chu đảo du lịch tạp chí, hồi hỏi nàng, ngươi nghĩ chuẩn bị cái gì? Ta, ta sẽ kéo đàn violon. Quý Chu lắc đầu, kéo đàn violon còn không phải thời điểm, ca hát đi, ngươi ca hát rất êm tai, tùy tiện tìm một bài ngươi quen thuộc. Tô Chanh bất đắc dĩ cười một tiếng, mấy năm gần đây không ở trong nước, ta đã theo không kịp lưu hành. Quý Chu thấp giọng cười dưới, Beauty and the Beast, ngươi nhất định nhìn qua đi. Tô Chanh gật đầu, biết nghi kinh điển anime phim, gần nhất một bộ chiếu lên lúc nàng xem lần đầu. Biết hát sao? Bài hát này ta kéo qua đàn violon. Tô Chanh giọng điệu khẽ nhất, nhất định là hết sức quen thuộc, Quý Chu nói, liền cái này. Quý Chu từ đạo diễn tổ muốn tới một bộ điện thoại, tìm ra ca khúc, cùng Tô Chanh ngồi tại hai tầng ban công, một người một cái tai, phơi nắng, nghe âm nhạc. Cô Chanh ca hát còn có thể, nhưng đối với khống chế loại này đại ca, có chút bận tâm, thật muốn hát cái này. Có chút độ khó. Hát sụp đổ coi như ta, cùng ca so, ngươi chính là chuyên nghiệp. Cô Chanh biết hắn là vì chiều theo nàng mới lựa chọn bài hát này, nàng ánh mắt chuyển hướng quý chu, hắn mở rộng chân dài, hai tay gối lên sau đầu, hài lòng nhắm mắt lại, lông mi rất dài lại nồng đậm sống mũi cao như đao gọt vậy đứng thẳng môi mỏng có chút dương lên như vậy khuôn mặt ném ở ngành giải trí bên trong cũng là lóa mắt đến cực điểm ca ca như thế có mị lực tiểu chanh tử vụng trộn nhìn lâu như vậy tô chanh vô ý thức phản bác ta không có thế nhưng là nàng chột dạ nói một điểm nghĩa khí đều không có quý chu mắt vẫn nhắm như cũ đột nhiên bật cười tùy tiện nhìn miễn phí tô chanh trồng mắt nhỏ giọng lầm bầm tự luyến Hắn đột nhiên mở to mắt, xích lại gần nàng, này không gọi tự luyến, này gọi tự tin. Tô Chanh bị hắn đột nhiên xuất hiện tới gần giật mình, nàng vô ý thức ngửa ra sau, quên hai người mang theo cùng một cái tai nghe, nàng tránh né động tác lôi kéo tai nghe tuyến, mà đường này trùng hợp đặt ở nàng tay nhỏ dưới cánh tay, mà dạng này đại lực lôi kéo, trực tiếp đem hắn viên thứ ba cúc áo xé đứt, lộ ra hắn trắng chắc lồng ngực. Quý Chu thấp nhìn xem trước ngực mình, lại ngẩng đầu nhìn tô chanh kinh ngạc ánh mắt đột nhiên cười ha ha lên tô chanh bị hắn cười đến khuôn mặt nhỏ bá đỏ lên cái thấu thật thật xin lỗi thật xin lỗi tô chanh lấy xuống tay nghe ném liền chạy sau lưng truyền đến nam nhân cởi mở tiếng cười càng thêm nhường nàng xấu hổ vô cùng tô chanh một hơi chạy về gian phòng của mình nàng ngồi tại bên giường chậm lấy khí tức đưa tay xoa lên gương mặt tốt cứu không đầy một lát đạo diễn tổ có người đi lên nói cho nàng Tô Hâm dưới lầu đợi nàng. Tô chanh xuống lầu, Tô Hâm ở ngoài cửa che nắng ô ngồi xuống, cho là ngươi trở về. Ta buổi chiều hồi a tên, còn có cái gì muốn cho ngươi. Cái kia trở về sẽ liên lạc lại. Nàng nói. Tô Hâm thật thật không thích Tô chanh này đầu gỗ đầu óc, nàng tìm đến nàng, một điểm giữ lại đều không có, thậm chí hỏi nàng tìm nàng làm cái gì đều không có, này đầu óc có thế có cái gì? Đồ đần. Cô hâm trên mặt đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng đứng dậy kéo lại cánh tay nàng. Chúng ta đến phía dưới đi một chút. Cô chanh quay đầu lại hỏi phó đạo, phó đạo nói một hồi sẽ qua muốn quay chụp, mau chóng trở về. Hai người xuống lầu, cô hâm đang nhìn trên thân nhìn kỹ, không mang mạch đi. Không mang. Cô chanh cũng không hỏi nàng vì cái gì tìm nàng, hoặc là muốn nói cái gì, ngây ngốc đi lên phía trước nàng muốn hỏi sự tình một điểm bậc thang đều không có, tô hâm đành phải tìm chủ đề, các ngươi buổi tối cũng ghi chép sao. 24 giờ đều có camera, thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Đủ vất vả, cũng không được tự nhiên, mỗi ngày bị camera giám thị. Tô chanh mỉm cười, không nói chuyện. Vô thanh nghiên thật xinh đẹp, chân nhân so trên TV xinh đẹp hơn. Ân. Ừ. Tô hâm nhíu mày, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, nàng là quý ca công ty đương gia hoa đáng, có thế không xinh đẹp không, quan hệ bọn hắn rất tốt. Rất tốt. Trước kia còn nghe nói có người bác quái hai người bọn họ, đến cùng có hay không chuyện này. Tô Chanh run lên, nghĩ nghĩ, quý chu đối vu thanh nghiên, giống như không có đặc biệt đi, quý chu đối với người nào đều không khác mấy, đều rất tốt, không rõ ràng, không nhìn ra có cái gì. Cái kia có thể là giả, ngành giải trí những cái kia thị thị phi phi, có vì lẫn lộn, có là bị người ác ý lẫn lộn. Tô hâm từ cho nên mục đích bản thân nói, đột nhiên phát hiện bên người không ai, lại quay đầu, tô chanh lạc hậu mấy bước, nghĩ gì thế, không phải là phát hiện có cái gì đi. Tô chanh là đang nghĩ trải qua mấy ngày nay quý chu cùng vu thanh nghiên, nàng xác thực không có chú ý tới cái khác, vu thanh nghiên người xinh đẹp, đối tất cả mọi người chiếu cố, không có giá đỡ, rất tốt. Ta không có phát hiện cái gì. Đừng, Lần này thu tiếp mục 10 người, có một nửa là đang nổi lưu lượng, có chút bác quái trên mạng muốn tìm cũng không tìm tới. Ta cũng không quan tâm những thứ này. Các ngươi buổi chiều trở về, ngày mai đi sao? Nàng lắc đầu. Đêm mai có diễn xuất. Ta làm sao không biết, có phiếu sao? Có thể làm đến một trương phiếu cho ta không? Đều là tiết mục tổ tại vé, ta không có. Tô Hâm khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt không có Ngươi làm sao cái gì cũng không biết, ngươi là tiết mục khách quý, dạng này quyền lợi đều không có. Khách quý cũng không có đặc quyền, chúng ta vào sân không cần phiếu, nếu như ngươi muốn đi hỏi tiết mục tổ người đi. Quay đầu ta hỏi Quý ca muốn phiếu. Tô Chanh không có quá mức để ý tới Tô Hâm lời nói lạnh nhạt, nói dứt lời nàng liền trở về, tiết mục tổ lại quay chụp một đoạn bên đường phong cảnh, liền thừa xe buýt hồi A tên. Nàng vốn là cùng Lâm Hân cùng nhau nàng ngồi ở bên trong quý chu đi lên sau trực tiếp đi đến bên này lấy tên đẹp muốn nghiên cứu tiết mục quý chu đổi kiện áo sơ mi nền trắng khổng tức tiếng tâm đồ án sức tưởng tượng rất phi thường phối hắn hoa hoa công tử nhân vật thiết lập tô chanh đưa ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ quý chu sau khi ngồi xuống lấy điện thoại di động ra điều ra âm nhạc sau cầm một cái tay nhét vào nàng tiểu tay bên trong sau đó liền ôm mang nhắm mắt lại xe bíp lắc lư tại trên sơn đạo sáng rõ người buồn ngủ đánh tới tô chanh nghe âm nhạc dần dần nhắm mắt lại ngủ thiếp đi sau một lát quý chu liền nhìn tô chanh cái đầu nhỏ khẽ tựa vào trên vai hắn hắn nín cười hướng bên người nàng thoang nhảy lên tô chanh giật giật không có tỉnh ba giờ hành trình đến a tên chỗ ở tô chanh tỉnh lại phát hiện trên người mình dựng lấy một kiện áo khoác mà chính mình chính dựa vào bên người quý chu ngủ trùng trong nháy mắt xua tan vội vàng ngồi thẳng thân thể quý chu giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì trong lòng đẹp tới chết tiểu chanh tự lúc ngủ thật đáng yêu miệng nhỏ đô đô thịt thịt bọn hắn trước giải quyết cơm tối sau đó tự hành tập luyện tiết mục tô chanh cùng quý chu dưới lầu hai người cầm điện thoại thả âm nhạc trước thử hai lần sau tiến hành lần thứ nhất diễn tập tô chanh cùng quý chu là thuần nghiệp dư tổ lệ thừa ngôn cho ra ý kiến nếu như có thể làm ra ca kịch hình thức tốt nhất mà không phải đơn giản đứng tại trên đài ca hát những người khác ý kiến là độ khó quá lớn, thời gian quá ngắn, không thích hợp. Về sau tổng hợp điều chỉnh, nhưng hai người tẩu vị, dùng tứ chi động tác cùng tình cảm lẫn nhau kéo theo, mọi người cùng nhau cho ra ý kiến, bọn hắn lại thử hai lần. Ngày kế tiếp trạng vạn tối chính thức diễn xuất, bọn hắn sớm đến hiện trường diễn tập, Tô Chanh hỏi hắn, quý ca, ngươi khẩn trương sao? Ca trường hợp nào chưa thấy qua, khẩn trương cái gì? Tiểu Chanh khẩn trương lệ thừa ngôn nói các ngươi nhanh đi cùng dàn nhạc hợp mấy lần lệ thừa ngôn sau khi đi quý chu đưa tay chế trụ bả vai nàng đem người mang lên sân khấu ngươi suy nghĩ một chút ta thuần nghiệp dư cũng dám lên đài ngươi sợ cái gì ta muốn cái nào âm đi ngươi còn phải nghĩ biện pháp thay ta kéo trở về tô chanh ngẫm lại cũng đúng nàng chuẩn âm là tuyệt đối không có vấn đề hít sâu một hơi tới đi hai người đứng vững vị dàn nhạc lên hai người tiến hành lần thứ nhất cùng dàn nhạc diễn tập, đi theo ca từ tiến triển tẩu vị, một khúc kết thúc sau, trên đài khách quý cùng tiết một tổ nhân viên đều cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lần thứ nhất thế mà không có phạm sai lầm, Tô Chanh có chút tự tin. Mọi người cho ra ý kiến, hai người tẩu vị cùng tứ chi biên độ quá nhỏ, Quý Chu cùng Tô Chanh tự mình thử hai lần, lại diễn tập một lần liền đến đến thính phòng tọa hạ nghỉ ngơi. Quý Chu nói, Tô Hâm cùng ta muốn phiếu nàng hôm qua nói với ta, ta cũng không có nha, việc này đều là đạo diễn tổ quyết định, ta cũng không tiện đi muốn. Quý chu ồ một tiếng, không nói chuyện. Tô hâm tìm quý chu hỏi phiếu sự tình, quý chu lấy phiếu đã bán sạch làm lý do cự tuyệt nàng, tô hâm vẫn hận ảo não, tô tranh cái này ngốc đầu ngỗng liền tấm vé đều không lấy được, nàng kỳ thật cũng không có trông cậy vào quý chu thật cho nàng. Kết quả không ra một giờ, có người cho nàng đưa tới một trương phiếu, nói là quý tổng cho, tô hâm cầm tới phiếu vô cùng vui vẻ, quý ca ngoài miệng nói không có, quay đầu tìm người đưa phiếu cho nàng. Chính thức diễn xuất, tô chanh là một kiện màu trắng váy công chúa, quý chu màu sáng đường vân áo sơ mi phối hợp phục cổ lá phong sắc áo lót, cùng màu khoa trưởng quần, tóc làm tạo hình tóc mái hơi cuộn phân tại hai bên. Cái thứ ba là bọn hắn ra sân, hai người đều cầm một bên lên đài, âm nhạc vang lên, nữ sinh bộ phận trước hát. Cô Chanh thanh âm rất ấm, rất nhu, không giống nguyên hát như thế có sức mạnh, lại có loại mềm mềm tiểu công chúa cảm giác, tăng thêm của nàng màu trắng cổ áo hình chữ V váy công chúa, đứng tại cái kia, tự nhiên mà thành, nàng liền là công chúa. Bình thường án nguyên bản diễn tập lúc tẩu vị, hết thảy tiến hành đến thuận lợi. Đương quý chu hát đến Peter Swift and Stranger thời điểm, đột nhiên bước gần một bước, cơ hồ cả người đều gần sát trước mặt nàng, trong ánh mắt có vô số cảm xúc chăm chú đe dọa nhìn nàng. Tô Chanh đại não đột nhiên đứng máy, một cổ cường đại khí tràn đập vào mặt, đem nàng bao quanh bao trùm, không có lối ra, không có quay về chỗ trống, phản phất bị chăm chú giam cầm. Hắn hát ca, sơ tai AS the sung đáy mắt mang theo mỉm cười, ngón tay xẹt qua gò má nàng bên trên toái phát, nhẹ nhàng sắn đến sau tai, hát một câu cuối cùng Beauty and the Beast. Ngồi phía dưới mấy vị có thấp giọng cười, có kinh ngạc, nơi này diễn tập lúc căn bản không có, chính quý chu lâm thời cộng vào, đây cũng quá trêu chọc, tiểu tranh tử ca đều đoạn mất vỗ. Chu Hâm ngồi đang làm việc nhân viên bên này, hung hăng nắm vuốt trong tay phiếu. Thẳng đến âm nhạc kết thúc, quý chu dắt của nàng tay, hướng dưới đài người xem gửi tới lời cảm ơn, lôi kéo nàng từ phía bên phải đi hướng hậu đài. Xuống đến hậu trường, quý chu liền buông tay, không có một chút vượt phép, thẳng đảng đảng nhìn xem tô chanh, biểu hiện không tệ tô chanh cặp kia trong suốt nước mắt vụt sáng, a à, vậy, vậy ngươi, ngươi đột nhiên. Quý chu nín cười, tiểu nha đầu này khẩn trương đến đều lắp bắp, hai tay của hắn khoác lên nàng trên vai, đẩy nàng về sau đi, đừng ngăn tại chỗ này, bọn hắn muốn lên sàn, chúng ta đi thay quần áo đi. Tô chanh nhỏ giọng nói, ngươi, làm hại ta rơi chụp. Hắn lúc ấy hoàn toàn là phụ họa tâm cảnh cùng ca khúc ý cảnh, vô ý thức làm động tác, mặc dù cũng có một phần là cố ý gây nên, khi thấy Tô Chanh phản ứng lúc, nếu không phải trên đài, hắn thật không biết chính mình có thể làm ra cái gì tới. Này gọi lâm tràng ứng biến. Hắn đem nàng thúc đẩy phòng thay quần áo nữ, nhanh đi thay quần áo, ta một hồi ở đây đợi ngươi. Tô Chanh do nhân viên công tác hỗ trợ thay đổi lễ phục váy, đưa ngồi tại trước gương, trong đầu tuôn ra lấy vung đi không được hình tượng. Chương 15 Bá đạo tổng tài tiểu tiên nữ tức thị cảm, nhỏ giọng bi bi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Chanh từ gian thay đồ ra, quý chu hai tay chép túi tựa tại cạnh cửa đợi nàng, ánh mắt tương giao, Tô Chanh phút chốc một chút ngượng ngùng chi sắc bò lên trên gương mặt, bị hắn đụng vào qua bên tai ẩn ẩn nóng lên. Quý chu buồn cười, cưng chiều giơ tay vỗ xuống nàng cái đầu nhỏ, đi thôi. Trở lại thính phòng hàng thứ nhất, nàng ánh mắt quét đến cô hâm, cũng tại hàng thứ nhất, là nhân viên công tác ghế. Thính phòng ánh đèn lờ mờ, nàng nhìn không rõ lắm, đi vào một chút mới nhìn đến tô hâm nghiêm mặt, tô chanh nghĩ thầm, này đều vào sân, ai lại chọc giận nàng. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, cùng quý chu trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Lâm hân một thanh kéo qua vai của nàng, xích lại gần bên tai nàng, các ngươi vừa rồi biểu diễn quá đẹp. Cái gì đẹp mắt, đều rơi chụp. Tô chanh nói, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí chuyển hướng bên cạnh Quý Chu, hắn chính cùng những người khác nhỏ giọng nói chuyện phím, Quý Chu cảm giác được dư quan, quay đầu trở lại sông nàng cười một tiếng, Tô Chanh vội vàng mở ra cái khác mặt, sau đó lại ảo não chính mình tránh cái gì, giấu đầu lòi đuôi. Nghĩ như vậy nàng liền quay đầu nhìn xa nhìn thẳng hắn, Quý Chu nhìn xem nàng cái kia kình kình bộ dáng, nhếch môi bật cười, dùng môi ngữ nói ba chữ. Tô Chanh rung lên, trong đầu nhanh chóng xoay tròn phân tích, hắn nói là cái gì? Phân tích nửa ngày, đồ đần. Diễn xuất kết thúc 10 giờ hơn, thu thập thỏa đáng trở về đã sau nửa đêm, liên tiếp hai ngày chuẩn bị tiết mục, mọi người thể xác tinh thần mỏi mệt, cơm đều không muốn ăn, ngã đầu liền ngủ. Ngày kế tiếp đi xe buýt lúc, đạo diễn nhường mọi người chuyển quay bộ chính thức, trong nước thời gian còn có mấy cái giờ tiết mục liền muốn lên tuyến. Quay bộ chính thức phát nội dung, cũng yêu đặc biệt các vị khách quý. Tô Chanh Phát trên đường, cùng lúc xuất phát. Nàng phát xong, mọi người còn tại ủy bộ chính thức hạ hổ động, lại có người ồn ào đến quý bốt ủy bộ hạ nhắn lại. Tô Chanh không có đi, sau một lát, Lâm Hân ở bên cạnh dùng cùi chỏ đụng nàng, quý ca ủy bộ gọi ngươi đấy, ngươi mau trở lại một cái. Tô Chanh mở ra ủy bộ, nhìn thấy đầu kia yêu đặc biệt của nàng nội dung. Quý chu Tô Chanh Tiểu Chanh Tử Phối hợp một cái cam biểu lộ Tô Chanh nghĩ nghỉ, tại đầu này phía dưới hồi bình. Đến. Trong nước 8 giờ rưỡi đêm, trên đường, kỳ thứ nhất chính thức truyền hình thượng tuyến, trạng sáng 12 giờ sau đó trên mạng tuyến. Kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra sau, tiết mục tổ mấy đại lưu lượng fan hâm mộ bắt đầu chiếm cứ từng cái chủ đề trung tâm, tiết mục truyền ra liền lấy được rất không tệ tỷ lệ người xem cùng lưới truyền bá sàn phát ra lượng. Trong tổ có quốc dân độ trình kiệt vu thanh niên phim truyền hình bên trên lâu dài bá ngăn, lệ thừa ngôn tại mới thứ sinh thay mặt ca sĩ bên trong chiếm cứ vô cùng trọng yếu lực ảnh hưởng, một trương album mấy ngàn vạn trương một giờ bán sạch, tàng minh lãng vừa mới truyền. Hình xong một bộ thần tượng kịch, hút một sóng lớn bạn gái phấn, những người khác cũng đồng dạng có chủ đề, duy chỉ có tô chanh, ngoan ngoãn an tĩnh. Nhưng ngoan ngoãn an tĩnh tô chanh kỳ thứ nhất liền bị tiết mục tổ đẩy ra, tô chanh dáng dấp đáng yêu lại nén lòng mà nhìn, tính cách lại tốt, đối với người nào đều nhẹ giọng thì thầm, sẽ không nói lời nói nặng, từ đầu đến cuối mỉm cười, ôm nhu lại nhu thuận. Dạng này tính cách rất dễ dàng hút tới người qua đường phấn. Không biết có phải hay không tiếp mục tổ cố ý gây nên, tô tranh ra kính suất cao quan thời khắc đều là cùng quý chu cùng nhau, biên tập hình tượng tuyệt đối là chính phú cảm giác bạo rạp. Có người bắt đầu ở phía dưới thảo luận. Nói nàng là ai? Kéo đàn violon liền có thể tham dự như thế từ đại cà chương trình giải trí tiết mục, có cái gì bối cảnh, này năm tổ, thuần chơi tổ nhất có chính phú hỏa hoa, bá đạo tổng tài tiểu tiên nữ tức thị cảm, nhỏ giọng bi bi vào lúc ban đêm, tô tranh bối cảnh liền bị lột ra, Tô gia Thiên Kim. Dạng này tên tuổi ngược lại cũng có chút nói thông được, nhưng ở ngành giải trí bên trong, không thiếu có chút bối cảnh minh tinh, chẳng có gì lạ. Lúc này có người phát ra đoạn ngắn video, là a tên diễn xuất hợp sướng video mảnh nhỏ đoạn, vương tử công chúa vậy chuyện cổ tích thế giới hổ động phi thường treo chọc hình tượng. Này mảnh nhỏ đoạn gây nên rất nhiều người chú ý, biết phía sau hai người còn tại cùng nhau tổ hợp, này rất có chính phú giá thức. Có ít người nhìn thấy loại tình huống này, liền đến phun. Đừng kéo, liền nàng còn muốn cùng quý thiếu lẫn lộn, không sợ quý thiếu bạn gái phấn xé nàng, quý đại thiếu chuyện xấu cái nào không phải tai to mặt lớn có gia thế có bối cảnh, nàng đều không có chỗ xếp hạng, lâm hân hoàng gia hợp so ra kém, càng đừng đề cập tại thanh niên. Muốn đi tiếp một tổ nhét người xào CP, mặt to như bồn. Nàng có cái gì? Không phải cái phá thưởng. Cũng không biết là ai nhà phấn, lòng đầy căm phẫn phun lên tới. Tô chanh đàn violon lông phấn trong nháy mắt đến hiện trường. Tư tưởng rằng cỗi không phải lỗi của ngươi, ra tú hạng cuối liền là ngươi mẹ không có bao ở, ý Pagani thưởng, trong nước lấy được thưởng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối đại sư cấp bậc, Tô Chanh là nhỏ tuổi nhất, đừng chỉ biết hỗn nành giải trí xé bức, bao dài trường đầu óc. Không hiểu kịp mũi coi thường, có ích lợi gì. Người biết phát ra một mảnh hoa âm thanh, ngư bức. Đêm đó ủy bộ chính thức lại phát ngoài lề, mỗi một tổ đều có đơn độc một đoạn ngoài lề. Trên đường ủy bộ chính thức. Thuần chơi tổ quý chu tô chanh quý chu cùng tô chanh tại một gian tiểu điếm cửa sổ thủy tinh trước dừng bước lại, hai người không lưng ánh mắt nhìn chầm chầm bên trong pho tượng vật trang trí, nói gì đó, sau đó hai người đồng thời quay đầu, ánh mắt tương giao, đồng thời bật cười. Mặc dù hình tượng phối BMG, nghe không rõ bên trong nói cái gì, nhưng tô chanh gương mặt có chút phím hồng, đáy mắt cười tươi đẹp bên trong có như vậy một chút ngượng ngùng, này rõ ràng là quý đại thiếu nói cái gì nhường tiểu chanh tử ngại ngùng. Chú ý người nhao nhao biểu thị, thật muốn biết quý đại thiếu nói với tiểu chanh tử cái gì. Ngày kế tiếp mọi người cũng nhìn thấy tiếp một phản hồi, Lâm Hân nói, quý ca cùng tiểu tranh tử thuần chơi tổ có thật nhiều fan hâm mộ nha. Quý ca, ngươi nhìn ủy bộ không có. Quý chu nghĩ thầm, lúc này mới kỳ thứ nhất, món ăn khai vị đều không đủ, hắn ngồi tại các nàng đối diện, hồi Lâm Hân mà nói. Không thấy, điện thoại tịch thu, ai, ngươi làm sao có điện thoại, đạo diễn nặng bên này nhẹ bên kia lâm hân ô ô nhìn xem điện thoại bị đạo diễn lấy đi phẫn hận cắn răng quý ca ngươi chờ nha ngươi có thể đem ta làm gì lâm hân xác thực không thể đem hắn làm gì nàng cắn răng nửa ngày đột nhiên tới câu lại khi dễ ta ta liền khi dễ tiểu tranh tử kỳ kỳ một tiếng trong nháy mắt đám người cười to ra quý chu tại mọi người trong tiếng cười xong lâm hân thụ cái ngón tay cái hân hân ngươi thật tuyệt mọi người tiếng cười càng náo nhiệt lên Tô Chanh có chút quay đầu nhìn về phía Lâm Hân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Hân nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, quý ca gia dày tâm hắc, không có nhược điểm. Tô Chanh ồ một tiếng, có chút cúi đầu xuống không nói chuyện. Nhược điểm, vì cái gì khi dễ nàng, nàng vì cái gì thay hắn gặp nạn, không hợp lý. Lâm Hân xích lại gần nàng nhỏ giọng thì thầm, nói thật, quý ca ngoại trừ tâm địa gian dảo một điểm, miệng độc tâm lại hắc, phương diện khác, làm nam nhân thật hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, nếu là hắn đối với người nào xuất thủ, chắc hẳn khó mà chống đỡ đi. Lâm Hân không có lại nói tiếp, nhưng nàng mà nói Tô Chanh nghe được, đóng chặt con ngươi chậm rãi mở ra, ánh mắt đụng vào đối diện Quý Chu, hắn chính nhìn xem chính mình, Tô Chanh vội vàng trong mắt, nàng cũng không biết vì cái gì, liền là vô ý thức đi tránh né ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn tổng giống như là mang theo ánh sáng, rất sáng, còn có lửa, rất bỏng người tô gia tự nhiên cũng nhìn thấy tiết mục, nhưng sẽ không đi trên mạng bác quái, chỉ coi bọn hắn tô chanh nghe lọt được, cùng quý chu quan hệ nhìn thật rất tốt. Tô Vũ cùng quý chu quan hệ giới hạn là bằng hữu, còn chưa tới thổ lộ tâm tình tình trạng, nếu như có thế có người cùng quý chu quan hệ đi được thêm gần, chẳng phải là đối tô gia càng hữu ích hơn, quý gia tại Ninh Hải nghề chính làm xe hòa phong ném, quý chu tiếp nhận ngắn ngủi 7-8 năm, sự nghiệp như mặt trời ban trưa, quý gia tại đế đô căn cơ càng là bọn hắn khó có thể vượt qua, làm ăn, nhân mạch so tiền tài quan trọng hơn. Tô Hâm nhìn thấy tiết mục truyền ra, lại nhìn trên mạng phản hồi, rõ ràng là chính phú tư thế, nàng tức giận đến gọi điện thoại cho viên lệ hoa, ngoài miệng lại nói đều là tiết mục hiệu quả, sao chính phú là giả, ngành giải trí quen dùng mánh khóe. Nhưng lại đích Tô tranh chủ động tới gần Quý Chu, nhất định là có cái kia loại ý nghĩ, không biết tự lượng sức mình viên lệ hoa nghe xong liền đem điện thoại đánh tới cô chanh bên kia mở miệng liền là răng dậy cô chanh vỗ tráng ta chẳng hề làm gì tiếp mục tổ làm sao truyền bá là chuyện của bọn hắn ta chi phối không được cô chanh không muốn nhất tiếp viên lệ hoa điện thoại ngoại trừ tại trước mặt phụ thân viên lệ hoa có thế tại trên mặt mũi nhường nàng không có trở ngại trong âm thầm cái nào một lần không phải ngôn ngữ khắc bạc lạnh triều nóng phúng trên mạng truyền tin đồn ngươi chú ý phân tất hắn có thể là xem ở vũ ca trên mặt mũi đối ta nhiều một ít chiếu cố dạng này tốt nhất đã quý chu đối ngươi có nhiều chiếu cố sau khi về nước mời hắn tới nhà ăn cơm đi ta làm sao mời để ngươi mời ngươi liền mời vạn nhất về sau thành người một nhà đâu này không phải liền là chuyện tốt cho nên để ngươi chú ý phân tắc nhưng nàng biết lại làm cho nàng đến gần lại làm cho nàng chú ý phân tắc còn muốn lấy về sau trở thành người một nhà Tô Chanh cúp điện thoại, nhìn chầm chầm điện thoại phẫn hận nói. Quả thực tinh thần phân liệt. Cúp điện thoại, viên lệ hoa nhìn thấy tô lão thái thái từ trên lầu đi xuống, vội vàng đứng dậy, mẹ, ngài lên. Với ai gọi điện thoại, thanh âm lớn đến ta đều nghe được. Tiểu Chanh, giao phó nàng vài câu, nhưng nàng cùng quý chu đi tốt quan hệ, nhưng trên mạng truyền những cái kia tin đồn tóm lại không tốt. Tiểu Hâm về nước không? Còn chưa có trở lại, này không vừa gọi điện thoại cùng ta một trận phàn nàn, đứa nhỏ này nhìn thấy trên mạng những cái kia tin tức không quá cao hứng, nhưng nàng cũng đã nói, tiếp mục hiệu quả đều là lẫn lộn, là giả. Tô lão thái thái cười lạnh âm thanh, quý chu đứa bé kia ta gặp qua hai lần, xác thực tuấn tú lịch sự, gia thế lại là vô cùng tốt. Khi là tự nhiên, ta nhường tiểu Chanh đem người mời đến trong nhà tới dùng cơm, trước kia tiểu vũ mời quá hai lần, quý chu đều cự tuyệt đoán chừng là quan hệ không tới cái kia tình trạng nếu như tiểu chanh có thể đem người mời đến hai chúng ta nhà quan hệ không thì càng gần một bước ngươi trông cậy vào nàng a à, ta nhìn đầu óc ngươi cũng giống như nàng thành đầu gỗ ta cũng là lo lắng việc này nếu là giao cho tiểu hâm ta còn có chút nắm chắc bất quá nhìn tiết mục tiểu chanh cùng quý chu đi được rất gần quý chu đối tiểu chanh cũng rất tốt không sai cái gì dùng trông cậy vào nàng có thế gã tiếng quý gia. Nàng liền quý gia đại môn còn không thể nào vào được, may mắn đi vào cũng sẽ sớm bị đá bị loại, nàng cái kia tính tình cùng yếu thân thể, theo nàng mẹ đồng dạng. Viên lệ hoa phụ họa, này quý gia cánh cửa, tiểu tranh cũng không có cái kia mệnh hưởng thụ. Nàng nói cho hết lời, vội vàng đi xem tô lão thái thái ánh mắt, gặp bà bà không có vẻ không vui, mới yên tâm lớn mật nói tiếp, tiểu tranh cùng với nàng mẹ đồng dạng thể chất, kết hôn mấy năm mới mang thai nàng, sinh xong về sau thể chất càng yếu, hơn nhân tài phải đi trước, tiểu tranh thân thể này, so với nàng mẹ còn nghiêm trọng, chỉ sợ. Ngươi nghĩ ngược lại là lâu dài, ngươi nhớ thương ai đây, tiểu hâm sao? Viên lệ hoa xấu hổ cười một tiếng, mẹ, ngài lời nói này, tiểu hâm cùng tiểu tranh ở ta nơi này nhi, vị trí là đồng dạng, đều là tô gia hài tử. Tô lão thái cười lạnh dưới, không có lại lý dẫm nàng bọn hắn thu tiếp mục gặp được một gian hôn lễ, nơi đó dân tộc đặc sắc, đầy trời pháo hoa hảo hảo xinh đẹp. Quý Chu phát hiện Tô Chanh giống như cảm xúc không tốt lắm, cô đơn chiếc bóng đi ở phía sau, cái kia thân ảnh nho nhỏ hiển thị rõ cô đơn. Quý Chu vượt qua đám người, đi đến gần nhất. Hắn đưa tay, Tô Chanh không rõ liền lý muốn hướng về sau tránh, hắn nói. Đừng nhúc nhích. Trên khóe môi của nàng dán một mảnh nhỏ vàng kim giải lụa màu mảnh vỡ, Tô Chanh lau trên mặt cái khác, này mảnh nhỏ cũng không có cảm giác đến, Quý Chu nhẹ nhàng thay nàng biến mất, Tô Chanh lông mi rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt không biết nên rơi vào đâu, hai cái tay nhỏ khẩn trương nắm ở cùng nhau. Hắn cười dưới, ngữ điệu nhẹ nhàng đùa nàng, "Tiểu Chanh tử, tâm tình không tốt?" "Không có." Bởi vì trên mạng sự tình. Hắn ôm mang, nghiêng thân thể nhìn chầm chầm nàng. Tô Chanh bị hắn chầm chầm đến rất muốn tránh mở có thế lại không chỗ có thể trốn, ta, ta không thấy trên mạng đánh giá. Vậy ngươi để ý sao? Để ý hoặc là không ngại, chuyện này đến bây giờ đối nàng tới nói, không có quá nhiều cảm giác, nàng chỉ muốn chép xong tiết mục, hoàn thành nhiệm vụ, 400 vạn, đem nàng thiếu tô gia nợ trả hết, liền có thể. Chúng ta trước kia gặp qua. Trên mạng đối với hắn nghe đồn, tuyệt đại bộ phận đều mù di bê truyền, hắn người này, có hay không tại ngành giải trí đều là ngành giải trí chủ đề hắn cũng lười đi giải thích nhưng bây giờ hắn cũng không muốn tô chanh nghĩ lung tung hắn cùng với nàng cũng không phải tâm huyết dân trào tô chanh nghi hoặc nhìn hắn quý chu đưa tay tại nàng trên trán chọc lấy dưới người nha ngươi, ca gương mặt này dễ dàng như vậy xem qua liền quên tác giả có lời muốn nói rất sắp viết đến quý đại thiếu biết tiểu tranh tại tô gia địa vị biết nàng nhận hết thờ ơ hắn tiểu chanh tử một mực bị khi phụ chờ lấy quý đại thiếu nổi giận nện chết hắn nhóm chương 16 thơm ngọt ngon miệng thủy nộn mê người bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com hắn cùng nàng thế mà trước kia chỉ thấy quá cô chanh không có chút nào ấn tượng ta mấy năm nay không ở trong nước chúng ta ở đâu gặp qua hoài hải đường lam dạ a à, ta không có ấn tượng lần kia là tô vũ mời khách tô hâm tô thanh còn có một đám bằng hữu nàng nhưng thật ra là không bị mời xuất hiện là ba ba nhường nàng đi theo chỉ là ngươi làm sao nhận ra ta ta kỳ thật không có gì tồn tại cảm mấy chữ cuối cùng nàng nói đến cực nhỏ thanh nàng nói gương mặt có chút hồng hồng quý chu đối nàng thẹn thùng bộ dáng không có chút nào sức chống cự quý đại thiếu chọc người trên bản chất đầu cô gái xinh đẹp đương nhiên đã gặp qua là không quên được hắn dứt lời trong nháy mắt cảm thấy không đúng hắn lời này chẳng phải là ngồi vững ngoại nhân trong miệng hắn hoa hoa công tử nhân vật thiết lập vội vàng đổi giọng nhìn thấy của ngươi tô vũ sau lưng hắn tới gần nàng một chút cho nên tiếp mục thu trước đó ta liền biết ngươi cũng tại Khí tức của hắn rất gần đè thấp thanh âm rất nhẹ nhưng lại có vô tận trọng lượng tô chanh trong đầu giống như có đồ vật gì trong nháy mắt xẹt qua gặp nàng cắn môi dưới khẩn trương bộ dáng quý chu tiếp tục thế công bọn hắn không phải tự mình nghị luận ta vì sao lại tham gia lần này tiết mục tô chanh cái đầu nhỏ điểm hạ trên mạng nghị luận trong âm thầm y y hân hân các nàng đều nghị luận ai cũng đoán không ra quý chu vì cái gì tham gia tiết mục đối với hắn loại này tiện tay đầu tư mấy trăm triệu đại lão bản lãng phí ba tháng thời gian quả thực không hợp lý hắn đưa tay điểm một cái đỉnh đầu nàng tô chanh ngẩng đầu ước sủng mắt nhường hắn thoáng chốc tâm thần dập dần, hắn nhíu mày, ánh mắt nóng bỏng sâu xa, ngươi cứ nói đi. Tô Chanh không phải không ám thế sự đúng vậy tiểu hài nhi, chỉ là đối mặt quý chu thời điểm, nàng thói quen vứt bỏ hết thảy hắn ý ở ngoài lời. Nàng không phải một cái tự tin người, càng không nói đến tự luyến, nàng chưa từng cho là mình nơi nào tốt, không bằng tô hâm thụ tất cả mọi người yêu thương, không bằng tô vũ được khen ngợi thông minh hiểu chuyện có năng lực, không bằng Tô Thanh lấy nải nải vui vẻ. Mặc dù những này, nàng đã không lắm để ý. Nàng khẽ động khóe miệng, cuối cùng lại cúi đầu xuống. Quý chu tắt lưỡi, này nên thế nào trêu chọc, đã phải cứng như vậy tấm sắt, không, điểm này cũng không cứng rắn, liền cùng bông, đàn hồi đều không có. Tô Chanh biết mình thường xuyên là chủ đề kẻ hủy diệt, đều khiến bầu không khí tỏa ra xấu hổ, nàng thẩn trương giao ác lấy hai tay, ngón cái sát xếp ở trên tay ngón tay kia, lúng túng cười dưới ta có phải hay không rất nhàm chán trước khi đến cùng đạo diễn đề tập qua ta không thích hợp tham gia chương trình giải trí tiết mục ngươi không nghĩ tham gia sao bao nhiêu người muốn đều phải không đến cơ hội ngành giải trí cũng tốt bên ngoài vòng cũng được chạy theo như việc muốn kiếm đem ngành giải trí nhanh tiền cô chanh nhìn về phía hắn tiểu bả vai nhẹ nhàng đứng thẳng dưới mỉm cười không nói chuyện cô chanh là cái ôn nhu nữ hài nhi nàng rất ít cự tuyệt cũng không dễ dàng phản bác nàng lúc này cười rất tinh khiết lại lộ ra hiểu rõ rất rõ ràng nàng cũng không muốn tham gia tiết mục quý chu một chút sáng tỏ hắn chết miệng a à xuống khóe miệng tiết mục tổ tìm tới tô chanh là hắn yêu cầu chỉ là vì nhường nàng từ ý trở về lại không nghĩ gặp quý chu như đâm chiêu tô chanh cho là mình nói sai hắn là tiết mục người đầu tư nàng ở ngay trước mặt hắn nói mình không thích chẳng phải là quá không nể mặt hắn mà lại quý chu đối nàng quả thực không sai nàng là cảm kích nếu như không có quý chu nàng thật không biết trong khoảng thời gian này muốn làm sao chịu đựng đi có phải ta nói sai hay không quý chu biến mất xấu hổ cười dưới lòng bàn tay thuận thuận của nàng phát không có gì không phải rất tốt nha tô chanh xác thực không nghĩ tới nàng cùng quý chu trước đó còn từng có gặp mặt một lần quý chu lại bởi vì nàng tham gia tiết mục tô chanh lắc đầu làm sao có thể Tiết mục thứ hai kỳ truyền ra sau, Tô Chanh nhận được từ Du Du điện thoại. Từ Du Du ở trong điện thoại tiếng cười chấn thiên, gào thét, ngươi nha thế mà cùng quý chu tổ chính phú, tiểu chanh đầu óc ngươi khai khiếu, ngươi bây giờ phát hỏa, quý chanh chính phú, rất ngọt, nếu không phải ta biết ngươi cùng quý chu cũng không có chuyện gì, ta cũng không dám tin tưởng, thật rất ngọt. Ngươi chậm một chút nói, chúng ta không có xào chính phú A, à, đều là tiết mục tổ hậu kỳ biên tập. Không không không, lại biên tập cũng cắt không ra dạng này ngọt quý đại thiếu ánh mắt toàn bộ hành trình đều ở trên thân thể ngươi này đường phần quá cao lại sủng lại trêu chọc ngươi nhìn uầy bộ không quý đại thiếu hồi phục bình luận quả thực không có mắt thấy tô chanh chỉ là phát uầy bộ thứ hai kỳ căn bản không thấy cái khác nội dung hắn hồi phục cái gì rồi phan hâm mộ hỏi hắn quý đại thiếu vì cái gì cùng tiểu chanh tử ngọt như vậy hắn hồi bởi vì cam chua chua ngọt ngọt từ du du tiếng cười chấn động đến nàng mà nghĩ ông ông tác hưởng, tô chanh vội vàng đem ống nghe hướng bên là xê dịch. Còn có, phan hâm mộ nói quý đại thiếu ánh mắt vì cái gì tổng nhìn chầm chầm tiểu tranh tử, quý chu không có hồi cái kia một đầu, mà là phát một đầu uy bố, nói, bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Từ du du cười cùng vỗ bàn, phong cảnh tuyệt đẹp, ha 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 ha. Tô chanh xoa lỗ tai, nhẹ nói, phong cảnh tuyệt đẹp, cũng không sai, chúng ta trải qua phong cảnh thật xinh đẹp, là các ngươi suy nghĩ nhiều. Cái rắm, ngươi muốn kết hợp lời mở đầu sau ngữ, ai, đoạn thời gian trước tô hâm làm gì đi, không có khi dễ ngươi đi, nếu như nàng lại khi dễ ngươi, ngươi liền đổi trở về, ngươi muốn lửa lửa lửa, lửa cháy đến liền có thể thoát khỏi tô gia đám hỗn đảng kia, tiểu chanh, người có địa vị, người khác mới xem trọng ngươi, đặc biệt là ngươi nhà mấy cái kia lão vu bà. Nàng nói là tới chơi, liên tiếp hai ngày cùng chúng ta cùng nhau sau đó liền đi cũng không có nói với ta nâng lên người tô gia từ du du khí liền không đánh một chỗ đến ta nói cho ngươi tô hâm tuyệt đối không có ý tốt ta nghe nói tô vũ thay tô hâm nói muốn muốn nàng thay thế ngươi tham gia tiết mục quý đại thiếu không có đồng ý không biết việc này là thật là giả là thượng ngu người bên trong truyền tới tô chanh không biết tô hâm suy nghĩ gì nhưng là quý chu hôm đó mà nói dây ngoài âm lời nói còn văng vẳng bên tai nàng than nhẹ một tiếng còn có hơn nửa tháng liền về nước lại phải về nhà đối mặt bọn hắn cái khác khách quý đều đem thông cáo chen tại một tuần cho nên tiết mục tổ thả một tuần giả nàng cũng muốn trở về nội tâm đối với trở lại tô gia nàng rất kháng cự trở về sợ cái gì đó là ngươi nhà ngươi từ nhỏ sinh hoạt địa phương ngươi là tô gia một phần tử chia gia sản thời điểm ngươi cũng phải có một phần, đừng nghĩ lấy cầm 400 vạn trả nợ gì, ngươi ngốc hay không ngốc, không tranh nổi cũng muốn tranh. Tô Chanh bất đắc dĩ cười dưới, tranh gia sản, nàng chưa hề nghĩ những thứ này, mỗi lần nâng lên trong nhà, từ du du so với mình đều khí, chớ vì những này không thể làm chung sự tình nổi giận, đối thân thể không tốt. Mẹ, ta làm sao không học luật sư, thay ngươi thư kiện tranh gia sản, ai, tiểu chanh, a, à, đúng đúng đúng, quý đại thiếu, hắn đối ngươi có phải hay không có ý tứ? Tô chanh mấp máy cánh môi, không, tiết mục hiệu quả thôi. Từ du du nổ lấy miệng, trùng điệp thở dài, nếu là có liền tốt, lấy quý đại thiếu thực lực, nhất định cho ngươi chống đỡ cái eo, thật hy vọng ngươi có thế có cái kiên cố hậu thuẫn. Tô chanh phạm mặt lại, ngươi đừng nghĩ lung tung. Mặc kệ nó, vui vẻ là được rồi. Đạo diễn tổ tới gọi người, mọi người đưa di động trả lại, tiếp tục thu tiết mục đi vào thổ nhĩ kỳ nhiệt khí cầu không thể thiếu tất cả mọi người rất hưng phấn tô chanh chưa có thử qua không trung nhiệt độ không khí khá thấp mỗi người đều mặc áo khoác mười cái khách quý tuyển hai cái nhiệt khí cầu bọn hắn chạy tới lên một cái bẫy màu nhiệt khí cầu tô chanh lâm hân lệ thừa ngôn cùng quý chu còn có trình kịp bọn hắn đi đến một cái tương đối mộc mạc phía trên in kiểu chữ tiếng anh quảng cáo đánh dấu nhiệt khí cầu dần dần lên cao bọn hắn cửa nhiệt khí cầu có thể chứa đựng mười mấy người lại chỉ ngồi năm cái khách quý mười phần rộng rãi tô chanh tay nắm lấy khung xuôi theo nhìn ra xa xa vị trí dần dần lên cao sau lưng lâm hân hưng phấn cùng đối diện nhiệt khí cầu thượng nhân phất tay quý chu đứng tại bên cạnh nàng cách đó không xa tô chanh nhìn sang quý chu gặp nàng nhìn mình liền đi tới bên cạnh nàng thế nào tô chanh mấp máy môi cái kia Ngươi có thế đừng lên uây bộ bên trên cùng dân mạng làm càng sao. Ngươi xem. Nàng lắc đầu, có chút xấu hổ. Bằng hữu của ta gọi điện thoại nói. Hắn ngậm lấy cười, cam thơm ngọt ngon miệng, thủy nộn mê người. Cam ngọt, tiểu chanh tử, càng ngọt. Tô chanh vội vàng đánh gãy hắn trêu chọc, làm ta không nói. Nhiệt khí cầu bay đến trên không gần ngàn mét tả hữu, liền bình ổn hướng Tây di động, Lâm Hân hưng phấn cùng với nàng giảng chuyến đi này quá đáng giá, nếu như không phải tham gia lữ hành tiết mục, có nhiều chỗ nàng khả năng cả một đời cũng không thể đi. Nàng cũng giống vậy, nếu như không có cái tiết mục này, nàng cũng sẽ không đi như vậy nhiều quốc gia, nếm thử rất nhiều trước kia chưa có thử qua. Sau một lát, Lâm Hân chạy tới cùng bọn hắn chụp ảnh, lại là tự chụp lại là lẫn nhau chụp, các loại góc độ. Bọn hắn chọn khí cầu vòng rổ 1m3, Đối với Tô Chanh vừa mới 1m6 vóc dáng quả thực cao chút, cũng may bên trong có đệm chân sợi đằng băng ghế, Tô Chanh đứng ở phía trên, hai tay khoác lên khung xuôi theo một bên, chống cầm thưởng thức nơi xa thất thải lộng lẫy tuyệt sắc phong cảnh. Trên bầu trời gió rét, Tô Chanh xuyên áo khoác cũng không dày, một lớp mỏng manh, quý chu đem âu phục áo khoác cởi ra, khoác ở trên người nàng. Tô Chanh bỗng dưng quay người nhìn sang, quý chu hơi cúi đầu, một cổ ấm áp khí tức thoáng chốc xẹt qua gương mặt, chấp mũi chạm vào một vòng nóng hổi. Quý Chu cũng là khẽ giật mình, môi của hắn vừa sát qua nàng tiểu xảo chấp mũi, mềm mềm nhu nhu giống tế thủy miên miên tích tích rót vào. Tô Chanh cả người đều kinh hãi, bốn mắt nhìn nhau, hắn thâm thúy ánh mắt giống đại dương mênh mông, trong bình tĩnh bao hàm càng quét lực lượng, thâm trầm đến cơ hồ để cho người ta rơi vào đi. Tô Chanh đột nhiên quay người, nhịp tim như sấm cuồng tứ. Người sau lưng ánh mắt rơi vào ngượng ngùng né tránh nữ hài nhi trên thân, đầu nàng chôn đến trầm thấp, lộ ra phần gáy chỗ ửng đỏ một mảnh. Quý chu liếm một cái cánh môi, thật ngọt. Tác giả có lời muốn nói. Muốn về, tranh thủ canh ba. Tiểu Chanh Tử sẽ tâm động chỉ là không nghĩ tâm động, thân tình tình yêu nàng đều nghĩ giữ vững tỉnh táo trạng thái. Rất nhanh viết đến Quý đại thiếu biết tiểu Chanh trong nhà nhận hết vắng vẻ cùng khi dễ giờ lấy quý đại thiếu nổi giận nện chết hắn nhóm. Về sau ba chương nhắn lại đều có hồng bao đưa, hy vọng mọi người ủng hộ giảng ca. Chương 17 Cùng ca vung cái kiều, ta liền cho ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiểu xảo mảnh khảnh nữ hài nhi, cùng thẳng tắp nam nhân cao lớn, tại trời quang mây tạnh lộng lẫy hoàng hôn hạ đứng sừng sững, nghiễm nhiên một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Tuyệt mỹ phong cảnh, luôn có người sẽ sát bên trên một sát, sau lưng truyền đến Lâm Hân cùng Lệ Thừa Ngôn mang theo treo chọc vui sướng tiếng ca, ta muốn dẫn ngươi đi lãng mạn thổ nhĩ kỳ, sau đó cùng đi Tokyo cùng Paris. Quý Chu ánh mắt một ngắm, thản nhiên tự nhiên quay người lại, khóe miệng ngậm lấy cười, tiếp thu bọn hắn từng cái đưa tới chế nhạo ánh mắt. Lâm Hân gọi hàng, "Quý ca, chúng ta đi Tokyo cùng Paris sao?" Bên cạnh Lệ Thừa Ngôn hát đệm mở hát, "Kỳ thật ta đặc biệt thích Miami." cùng có người da đen Los Angeles. Quý Chu gặp Tô Chanh hai tay che lấy khuôn mặt nhỏ, ngượng không thôi, hắn ý xấu cười một tiếng xích lại gần nàng, nghĩ đi sao. Tô Chanh lưng cứng đờ, ngượng khó nhịn, nàng không nói lời nào cũng không có lên tiếng thanh. Ánh mắt chiếu tới chân trời hỏa hồng hoàng hôn, có thể so với nàng lúc này hỏa thiêu vậy gương mặt. Ai, tiểu chanh tử, ca tra hỏi ngươi đâu? Tô chanh cắn môi, ngươi. Quý chu yêu đùa nàng, mỗi lần chọc cho gò má nàng ửng đỏ lúc này cái kia ngậm giận giận tái đi tiểu bộ dáng xấu hổ hai mắt ức sủng em ma đem hắn cái kia tâm chọc tới dính chết rồi tiểu chanh ngươi mau nói đi quý ca liền mang bọn ta đi lâm hân ồn ào nếu không phải bọn hắn lúc này ở giữa không trung tô chanh thật muốn nhảy đi xuống cách bọn họ xa xa quý chu biết tiểu chanh tử thẹn thùng kinh không được mọi người ồn ào chính hắn đùa là một chuyện người khác, cái kia phải hỏi hắn có đồng ý hay không, nhìn các ngươi biểu hiện. Quý thiếu gia, chúng ta nhất định biểu hiện tốt một chút, Tokyo, Paris, còn có Miami, chúng ta dính tiểu tranh tự ánh sáng, phải hảo hảo biểu hiện, tiểu tranh tử ngươi có mệt hay không, ta cho ngươi nắng vai, xoa chân, muốn hay không, muốn hay không. Lâm hân nháo nàng, tô tranh vỗ tráng, che đậy hạ bối rối của mình, hân hân, ngươi đừng làm rộn ta. Thật tốt, tiếp tục náo loạn quý ca cần phải trở mặt, đừng nói Tokyo, Paris, Miami, hạ nhiệt khí cầu đều phải để cho ta xéo đi. Mọi người cười ha ha, Tô Chanh có chút bận tâm, có phải hay không vừa mới sự tình bị bọn hắn nhìn thấy? Bằng không bọn hắn vì cái gì dạng này mở nàng trò đùa. Quý chu đem trên người nàng hất lên hưu nhàn âu phục áo khoác một lần nữa điều chỉnh, lại gần sát nàng nhỏ giọng nói. Ta qua bên kia đi. Cô chanh hai tay móc chặt lấy vòng rổ xuôi theo, đầu chống đỡ trên mu bàn tay, thật vất vả bình phục lại nhịp tim, lại nhảy lên lên xấu hổ không kềm chế được. Nhiệt khí cầu tung bay ở trên không gần một giờ, thẳng đến rơi xuống đất, Lâm Hân còn vui sướng hát dẫn người đi lữ hành. Một bên khác mấy người không rõ liền lý, Hân Hân làm sao hát bài hát này nghiện a, à, hát một hồi lâu. Lâm Hân chống nạnh, hợp với tình hình nha, quý ca nói còn muốn mang bọn ta đi Tokyo cùng Paris, nếu như, khụ khụ, vui vẻ, có lẽ sẽ còn đi Miami Los Angeles. Một bên khác người không biết chuyện gì xảy ra, chỉ coi quý đại thiếu phát phúc lợi. Mà lệ thừa ngôn cùng trình kiệt đã cười đến không được, lâm hân quơ đầu, cười cười cười, liền sẽ nhặt cười, có năng lực các ngươi đến, quan để cho ta một nữ nhân xông pha chiến đấu. Trình kiệt khoát tay, không không không, ta lớn tuổi, vẫn là các ngươi phù hợp một bên khác người bị bọn hắn nói đến như lọt vào trong sương mù, một mặt mộng bức. Quý chu mặt kia da dày đến, mặc cho các ngươi trêu chọc, ta liền cười không nói, mà tô chanh thì da mặt mỏng đến vừa chạm vào tức đụng, nàng hít sâu, trong lòng mặt niệm, sung mà không nghe thấy, làm như không thấy. Lúc này nàng mới đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi lâm hân bọn hắn ở phía sau chụp ảnh, có thể hay không đập tới cái kia hình tượng. Tô chanh vội vàng tiến lên, hân hân, các ngươi chụp ảnh điện thoại cho ta. Lâm Hân quơ điện thoại, làm gì? Cho ta một chút. Không cho. Lâm Hân nói, xong quý chu nhíu mày. Cho ta đi có được hay không? Nàng nhỏ giọng nói. Lâm Hân lui ra phía sau, không cho. Các nàng quan hệ muốn tốt, tự nhiên lái nổi trò đùa. Lâm Hân thế nhưng là cái thứ nhất phát hiện ống kính tình huống ở phía sau. Hai người nhìn nhau ánh mắt, lại hướng phía trước phiên, mẹ cũng, nàng phát hiện thần mã. Tô Chanh cắn môi cánh, quay đầu nhìn về phía Quý Chu, hy vọng đạt được trợ giúp của hắn. Quý Chu sao có thể không nên, nhất định phải ứng, tiến lên hai bước chạy Lâm Hân quá khứ, lấy ra. Lâm Hân sao có thể đồng ý, một cái đi nhanh phóng tới lệ thừa ngôn cùng trình kiệt sau lưng, nàng lộ ra nửa cái cái đầu nhỏ. Tô Chanh lắc đầu, nhất định phải lấy ra điện thoại, nhưng những người khác phát hiện liền không xong, quý chu hoàn toàn không lo lắng ảnh chụp đập tới cái gì đập tới liền đập tới hắn làm việc chưa từng che giấu nhưng tô chanh không đồng dạng tiểu nha đầu da mặt quá mỏng nếu quả thật đập tới cái gì hắn cũng phải chính mình giữ lại không thể tiện nghi bọn hắn để bọn hắn nhặt vui yên tâm ca cho ngươi cướp tới quý hiếm cơ đi quý chu nói vọt tới một đối ba cuối cùng đem điện thoại cướp đến tay bên trong tô chanh dĩ vãng chắc chắn cảm kích hắn hỗ trợ lần này một chút xíu đều không có, bởi vì hắn mới là kẻ đầu tiêu. Tô Chanh tiếp nhận điện thoại, chạy đến một bên mở ra, tìm tới album ảnh lật xem có hay không chính mình hình tượng. Lúc này Quý Chu cũng theo tới đứng ở sau lưng nàng, đương một trương hai người cơ hồ kề mặt đối mặt hình tượng lúc, hắn đưa tay vòng qua đỉnh đầu nàng trực tiếp đưa di động từ trong tay nàng đoạt lấy. Tô Chanh muốn xóa bỏ, lại bị hắn cướp đi, trả ta. Quý Chu một tay đem người chụp tại dưới nách giam cầm, Đảm nhiệm tô chanh cái kia tiểu kình ở bên cạnh hắn ủi đến ủi đi lại dãy dụa mà không thoát, hắn chế trụ đầu nhỏ của nàng gần sát chính mình, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói. Cùng ca vung cái kiều, ta liền cho ngươi. Tô chanh ngựa ngùng không thôi, cầm trong tay hắn món kia áo khoác, hướng hắn ném tới, ngươi, quá phận. Mọi người chế nhạo, quý ca làm sao đem nói chuyện cũng sẽ không lớn tiếng tiểu chanh tử cho chọc tới. Các ngươi biết cái gì? lão tử này gọi tình thú quý chu tìm tới mấy trương có hắn cùng tô tranh nhập kính ảnh chụp phát cho chính mình còn chứng kiến một trương đơn độc chụp hai người bóng lưng lâm hân tốt biết ca muốn cái gì hắn đem ảnh chụp phát xong sau xóa bỏ điện thoại ném cho lâm hân mặt y y dư quan liếc về phía vô thanh nghiêng, tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên đang cười buồn cười đến thật giả chính mình có ý tưởng liền nói Chấp tay nhường cho người cũng không giống như là có thế tại trong vòng giải trí sờ soạn lần mò bản tính. Mặt trời chiều ngã về Tây, mờ nhạc thiên đã hiện lên hoàng hôn, xe buýt một đường sóc nảy lại chuyển bằng phẳng đại lộ, hơn một giờ mới trở lại bọn hắn ở vào ca nhiều Tây Á nơi ở. Cô Chanh nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Hân lật xem điện thoại về sau, thật nhiều ảnh chụp cũng bị mất, chắc là quý ca xóa bỏ, chỉ là hai người tình huống như thế nào. Kỳ thật tất cả mọi người nhìn ra được quý ca đối tô chanh rất không đồng dạng, chuyên yêu đùa nàng, đặc biệt chiếu cố, đi đâu mang đâu. Ban đầu mọi người coi là có thế cùng quý chu ở chung nhiều nhất thuộc về vu thanh niên, hai người cùng công ty, xào chủ đề đạt được chính là gấp đôi lợi ích, làm thế nào cũng không muốn, quý ca mang tới tiểu tranh tử. Tham gia chương trình giải trí mọi người trong lòng đều rõ ràng, loại này tuấn nam tịnh nữ cùng một chỗ, xào chính phú là đại thế, quý chu không che giấu chút nào tại uầy bộ lần trước phục bình luận càng là đối với tại liên quan tới tiểu tranh tử chủ đề càng là ai đến cũng không có cự tuyệt hai người về đến phòng lâm hân nằm lì ở trên giường nhìn một bên khác người nói thật nữ nhân nào có thế cố gắng quý ca dạng này thế công tô chanh ánh mắt lấp lóe dưới không nói chuyện động tâm không ngươi đi tắm ta đi xuống lầu lấy chút đồ vật tô chanh cũng không muốn đề cái đề tài này nàng đối với thân tình cũng tốt, tình yêu cũng được, đều bảo trì một cái tỉnh táo trạng thái. Liên quan tới quý chu, thật vất vả đè xuống hình tượng, bị nàng đề cập lại không tự giác hiện ra tới. Nàng thừa nhận, một khắc này nàng thật như hỏa thiêu đồng dạng, nhịp tim đến không kềm chế được, quý chu là cái dạng gì người, nàng không muốn làm rõ ràng, cũng không muốn đi làm rõ ràng, tiếp mục còn một tháng nữa liền kết thúc, đến lúc đó, mọi người ai về chỗ nấy. Mọi người lần lượt nghỉ ngơi tốt xuống lầu, Trình Kiệt tại phòng bếp nấu bữa tối cho mọi người, Lâm Hân sau khi tắm xong, Tô Chanh mới bắt đầu rửa mặt. Mọi người dưới lầu nói chuyện phiếm, lúc này Phó đạo hướng về phía, hắn nhận điện thoại, nghe không hiểu, là tiếng ý, ta đi tìm Tiểu Chanh. Tiểu Chanh đang tắm đâu? Lâm Hân nói. Ngồi phịch ở trên ghế salon Quý Chu xong Phó đạo vẫy vẫy tay, lấy ra. Tiếng ý. Phó đạo nói hắn gật đầu, phó đạo đưa qua điện thoại, quý chu cùng đối phương hàng huyên hai câu, là tô chanh giáo sư, khách quý trên điện thoại di động giao sau, sẽ lưu lại khẩn cấp người liên lạc chính là phó đạo điện thoại. Quý chu một bên giảng điện thoại, một bên lên lầu, dưới lầu đám người, một mặt mộng bức, quý ca sẽ giảng tiếng ý, còn như vậy lưu loát. Hắn nói mình sẽ không giảng tiếng ý, mới muốn cùng tiểu tranh một tổ, người này, lấy công mưu tư, gian trá. Lâm Hân nói, đột nhiên phát giác, đây chẳng lẽ là quý thiếu một sáng liền chôn xuống phục bút. Quý chu gõ mở cửa, tô chanh bọc lấy áo ngủ, một mặt khuôn mặt non giống vừa lột da nhi trứng gà nhi, quý chu khóe miệng ngậm lấy cười, một cặp mắt đào hoa, chầm chầm đến tô chanh thẳng hướng gian phòng bên trong tránh. Nàng kể xong điện thoại, hắn hỏi, trường học có việc. Ta phi thường sùng bái đàn violon đại sư đến trường học chọn người, giáo sư hỏi ta muốn hay không đi thử xem ngươi nghĩ đi sao ta có thế đi sao ngươi muốn đến thì đến có ca ở chỗ này ai quản ngươi tằng lão đầu lĩnh cám ơn quý ca quá cảm tạ ngươi cám ơn cám ơn cô chanh thật vui vẻ nếu như nàng có thế bị tuyển thành công về sau nàng liền muốn đi theo nàng sùng bái đàn violin đại sư cùng nhau diễn xuất nàng thật cao hứng quý chu ôm mang một mặt khó xử thế nhưng là cô chanh cười im bặt mà dừng không, không được sao. Việc này là có chút khó khăn, bất quá khó xử chính là ta. Hắn trùng điệp thở dài một tiếng, quên đi, ngươi đi đi. Quý ca, nơi nào làm khó dễ ngươi nói cho ta. Hắn trường trữ một hơi, bước gần một bước cơ hồ gần sát trước người nàng, hắn cúi đầu, rủ xuống tóc mái cơ hồ đụng chạm lấy trán của nàng, nhìn nàng nghiêm túc lại vẻ lo lắng, hắn nín cười, đột nhiên nói, muốn mấy ngày không gặp được tiểu tranh tử, này đối ca tới nói, quá khó khăn. Tô Chanh cứng ngắt khuôn mặt cứng rắn kéo ra một tia không có bất kỳ cái gì dáng tươi cười, vậy ngươi liền tiếp tục khó xử đi, gặp lại. Cửa bình một tiếng ném lên. Quý Chu Trải qua tầng đạo đồng ý, Tô Chanh xin nghỉ mấy ngày, nàng làm xong việc, trực tiếp chuyển tới tổ trạm tiếp theo. Tô Chanh thu dọn đồ đạc, đặt trước vé máy bay, lưng một cái bao liền đi. Quý Chu hừ hừ, không có lương tâm tiểu nha đầu, trước khi đi một chút đều không có nhìn hắn. Liên tiếp hai ngày này, quý chu không hứng lắm, mọi người gọi hắn đi chơi, hắn đều chẳng muốn tham dự, ngẫu nhiên tham dự một chút, liền tại đạo diễn tổ phía sau trên ghế nằm co quắp. Tàng đạo cầm bình bia đá ném cho hắn, quý chu mang theo kính râm uống vào bia, nhằm chán nha. Phương Viễn gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng không hứng lắm. Không có 100 triệu sinh ý, đừng quấy rầy ta phơi nắng. Ta nhìn tiếc một người chơi đến rất hải a, à, làm sao mặt ủ mày trao. Tiểu tranh tử không tại không có ý nghĩa chứ sao. Đám người, tiểu tranh tử an tĩnh nhất, nàng tại cùng không tại, có trên lệch sao. Phơi nắng. Phương viễn hỏi, tại bờ biển. Quý Chu hữu khí vô lực, ân, nhìn người chạy trần truồng. Đám người cười ra nội thương, đây là giữa sườn núi di tích cổ di chỉ, quý đại thiếu, người yếu điểm tiết tháo có được hay không tác giả có lời muốn nói. Nhắn lại đưa hồng bao, buổi tối còn có đổi mới, còn có, nhìn thấy đổi văn danh đi, lấy trước kia văn danh ném trong nước không có chút nào bọc nước, đổi một cái A, trang bìa ngày mai đổi. Chương 18 Mặc là cái gì, muốn nó tác dụng gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Chanh từ diễn truyền bá sảnh ra, thu được quý chu tin tức. Kết thúc rồi à nàng mấy ngày nay không nghĩ quá nhiều an tâm làm mình sự tình đương thu được quý chu tin tức lúc nàng thừa nhận trong lòng mình có một nháy mắt dị dạng tình cảm nàng hồi vừa kết thúc có chuyện gì sao rất nhanh đối diện tin tức trở về thình lình vài cái chữ to nhường gò má nàng nóng lên quý chu nhớ ngươi chứ sao tô chanh nắm vuốt điện thoại thẳng đến lòng bàn tay nóng hổi quý chu gặp tin tức chậm chạp chưa hồi hắn có thể đoán được nàng lúc này nhất định là cầm điện thoại suy nghĩ xuất thần, sau đó sẽ không tự chủ đỏ mặt. Hắn cắn lon nước mốc kéo chụp, cười đến tặc dập dờn, ngón tay nhanh chóng điểm màn hình phát ra một đầu. Ngứa tay, nghĩ bóp tiểu tranh tử. Tô tranh tin tức không có hồi, quý chu tiếp tục. Nhìn chầm chầm màn hình nhìn chính mình có phải hay không trở nên đẹp. Tô chanh không biết hồi cái gì, cuối cùng chỉ hồi một cái mỉm cười biểu lộ. Quý chu đừng cho ta chỉnh thứ này, tiểu chanh tử, xem cái nhiều lần. Tô chanh. Ta ngày mai liền đến. Quý chu. Ngươi nước dùng quả nước ta đều gặp, sợ cái gì, sợ chính mình xấu. Tô chanh. Nước dùng quả nước là cái gì? Quý chu. Hoa sen mới nở. Tô chanh gương mặt cũng bách, bọn hắn những người này ở đây cùng nhau, tắm rửa xong ra thường xuyên chạm mặt. Cô Chanh nắm vuốt điện thoại chậm chạp chưa hồi, Quý Chu video liền phát tới, nàng đành phải điểm kết nối. Quý Chu khó được mặc vào kiện bạch tê, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác đồ án, hắn mang theo kính râm nằm tại trên ghế nằm, một tay cầm điện thoại, một tay gối lên sau đầu, này không rất xinh đẹp sao, ta không chê ngươi xấu. Nàng không có nhận hắn, hôm nay rảnh rỗi sao? Nghĩ ngươi, tính không? Quý Chu, mặc là cái gì, muốn nó tác dụng gì? Tô Chanh không nói lời nào, trong màn hình truyền đến còn nhỏ mặt lại hiện ra bối rối, quý chu nói, ngươi lại cùng ca một tổ. Đây là một lần cuối cùng phân tổ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tô Chanh chỉ có thể là hắn, ai dám đoạt, ha ha. Nha! Nàng đoán được. Tiểu Chanh tử, ngươi trốn không thoát ca lòng bàn tay. Quý chu tháo kính râm xuống, khuôn mặt anh Tuấn khóe môi hơi câu, mày kiếm hất lên xong nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Chanh nói câu treo, trực tiếp chặt đứt video. Nàng vuốt vuốt nóng lên gương mặt, trừng trữ một hơi. Nàng thừa nhận chính mình sẽ bởi vì hắn mà tiếng lòng ba động, nhưng nàng cũng rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Tô Chanh đêm đó liền cưỡi sau nửa đêm chuyến bay trở lại chuyển tổ, tiếp chiếu phó đạo cho địa chỉ, đón xe tới. Đến chỗ ở thời gian còn sớm, mọi người không có xuất phát, gặp nàng trở về, đều cùng với nàng chào hỏi, Tô Chanh cười phất tay, thật có lỗi, nhưng mọi người chờ ta. Lâm Hân, không có việc gì không có việc gì, kết quả thế nào? Chờ giáo sư thông tri. Tuyển người đều có tiêu chuẩn, nàng không nhất định phụ họa, tranh thủ quá liền không tiếc núi, hết thảy tùy duyên. Quý chu bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, một tay chống đỡ má, ánh mắt nhìn chầm chầm sau khi vào cửa, chỉ cùng hắn tương giao liền nhanh chóng lóe lên tiểu tranh tử. Tô Chanh cùng mọi người đánh xong chào hỏi, ánh mắt chuyển hướng Quý Chu. Không chờ nàng mở miệng, Quý Chu tắt lưỡi, nghĩ mọi người không. Tô Chanh gật đầu, nghĩ. Nàng có thể nói không muốn sao, hỏi lời này không có chút ý nghĩa nào. Quý Chu lời kế tiếp chờ lấy nàng đâu, nghĩ ca không. Tô Chanh lời đến khóe miệng tại trong cổ họng lăn mấy vòng, kém một chút không có đem chính mình nghẹn đến, quanh mình trong nháy mắt cười vang quý chu da mặt dày đến kim đâm không xuyên nước bát không thấu, thần thái tự nhiên, không chút nào cảm thấy mình lúc này trước mọi người, mười mấy đỡ camera có bao nhiêu thả bản thân. Ai cũng không ngờ tới quý chu hiện tại cũng công khai tới, tô chanh mang tay đều đỏ, e lệ ánh mắt bao hàm ướt sủng thủy khí. Quý chu đứng người lên đi hướng nàng, đầu ngón tay đâm đầu nhỏ của nàng, nghĩ không nghĩ không nghĩ không. Có biết hay không mấy ngày nay cho ca nhàm chán thành cái dạng gì, rảnh đến mốc meo quý chu mà nói cũng thoáng hóa giải tô chanh bị gác ở không chỗ có thể trốn hoàn cảnh tô chanh có thể nói không muốn sao có thể nói muốn sao nàng xoa bị hắn đâm qua cái đầu nhỏ quý ca đừng làm rộn lâm hân biết tô chanh thẹn thùng hôm nay quý đại thiếu quá công khai tô chanh sao có thể chống đỡ được tiểu chanh chúng ta cùng đi ngồi mai xe riêng ngươi đi không tô chanh từ quý chu dưới cánh tay giải thoát ra ta có thể không cần nghỉ ngơi hiện tại liền có thể xuất phát. Gần nửa ngày xuống tới, bên cạnh có một gian hải dương quán, Tô Chanh đối hải dương quán ấn tượng còn dừng lại tại lúc còn rất nhỏ, viên lệ hoa mang Tô Thanh đi, sau khi trở về mua thật nhiều búp bê, hải tinh, hải tượng, hải báo. Nàng trong trí nhớ là không có đi qua, nhưng trong nhà còn sót lại bị nàng vụn trộn giữ lại ảnh chụp, mụ mụ mang nàng đi qua. Tô Chanh sau khi lớn lên, trường học tổ chức nàng cũng không có tham dự qua, bất tri bất giác đã nhiều năm như vậy, nàng đối đáy biển sinh vật khái niệm vẫn là từ TV hoặc trên mạng được đến. Ngươi muốn đi vào. Quý Chu gặp nàng nhìn chầm chầm bên ngoài cự phúc áp tích xuất thần. Không, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Đi thôi, đều đến nơi này. Quý Chu kêu lên đám người, mua vé tiến vào đáy biển thế giới tràn quán. Tô Chanh rất hiếu kỳ, mỗi một loại sinh vật đều sẽ cẩn thận quan sát, tỉ như đáy biển thế giới bên trong nho nhỏ sứa thành đàn sinh động phun trào. Biết lặng sao? Quý Chu hỏi nàng. Tô Chanh lắc đầu, sẽ không, ngươi biết sao? Ân, ừ, chúng ta lần này về nước, dừng lại một tuần sau còn có hai trạm, trong đó một trạm là Kỷ Ninh Hải Đảo, bên kia có thể lặn xuống nước, ta dạy cho ngươi. Hắn còn nói, Kỷ Ninh ngươi biết không? Tô Chanh không có ấn tượng. Mặt y y sau khi nghe được, lại gần kỷ ninh chúng ta muốn đi hắn đảo kỷ ninh ta nam thần hắn rất đẹp trai đáng tiếc chưa thấy qua bản nhân kỷ ninh là ai diễn viên sao tô chanh hỏi quý chu nói một cái lui ngành giải trí về nhà tiếp nhận trên trăm trăm triệu tài sản nam nhân mặt y y tiết hận đồng dạng họ mạc vì cái gì chớ tử tiết liền có thể cầm xuống nam thần ta cũng họ mạc liền nam thần bản tôn đều chưa thấy qua kiếp sau nỗ lực a Quý ca, có thế mời Kỷ Ninh tới sao? Mời hắn tới đi, làm đồng thời khách quý. Kỷ Ninh hiện trên vài phút trăm triệu sinh ý, người khi hắn rảnh đến giống như ta ra chơi. Mặt y y bị đổi đến không có lời nói, nổ biểu môi rời đi. Quý chu ngữ khí sinh lạnh, nhưng tô chanh cũng không cảm thấy hắn thật không cao hứng, người có thế tới chơi, người khác cũng giống vậy, ai cũng không phải vây quanh tiền chuyển, đều là muốn sinh hoạt, đúng không quý ca? quý chu ông mang, cư cao lâm hạ nhìn xem tô chanh, bản thiếu gia có cái kia nhàn công phu bồi người chơi. Ngươi làm ta vài phút 100 triệu sản nghiệp, ta hoa chục tỷ chơi với ngươi. Tô chanh. Quý chu kéo căng lấy mặt trong nháy mắt vui cười, đúng, ta liền thích bồi tiểu chanh tử chơi. Tô chanh. Tiết mục tổ người đã thương nghị tốt, có thể đi theo sư tử biển tiếp xúc thân mật. Tô chanh ngồi sổn ở trên đài, nhìn xem sư tử biển tại thuần dưỡng viên chỉ huy hạ du hướng nàng, nàng vương tay, sư tử biển trơn bóng miệng tại trong lòng bàn tay nàng hôn lên một ngụm. Sau đó thuần dưỡng viên nói với nàng có thể xích lại gần một chút, nó hội thân nàng. Tô chanh trên mặt lộ ra nét mừng, ngồi quỳ chân trên đài góp hướng sư tử biển, sư tử biển hướng lên nhảy lên, cơ hồ liền muốn thân đến tô chanh lúc, sau lưng một cổ đại lực, gáy cổ áo bị người sách lên, nàng bước chân bất ổn, trực tiếp đâm vào người sau lưng ngực. Nàng quay đầu, quý ca, ngươi dắt ta cổ áo làm gì? Quý chu mặt đen lên, một cái nữ hài tử, miệng nhỏ có thể để cho vật kia tùy tiện thân à. Tô chanh nhấp môi dưới, nó rất đáng yêu. Có ta đáng yêu sao? Này, ngươi tại sao muốn cùng tiểu động vật so? Tiểu động vật làm sao vậy, thở không? Trường miệng không? Có sinh sôi năng lực không? Tô chanh, tốt a, à, cái kia không thân. Quý chu đem nàng kéo đến một bên, cách nó xa một chút, nhìn xem liền chướng mắt. Lâm Hân tại cách đó không xa vỗ tráng, cùng bên người lệ thừa ngôn nói, phát hiện không, quý ca này đáng sợ lòng ham chiếm hữu, sư tử biển đều không được, ngươi còn cùng hắn tranh tô tranh, hắn có thế mỗi ngày dùng cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa trừng chết ngươi. Lệ thừa ngôn bất đắc dĩ, hắn mỗi một kỳ đều tranh thủ, kết quả một lần không có tranh thủ đến, tất cả mọi người đổi quá tổ, chỉ có thuần chơi tổ, đoàn kia ôm chắc chắn, ai cũng nảy ra bất động. Một lần cuối cùng diễn xuất, thuần chơi tổ y nguyên thính phòng, lần này do Lâm diễn cùng Vu Thanh Nghiên tạo thành lộn xộn tổ chiến thắng, diễn xuất kết thúc sau, đạo diễn tổ đem tiền phân cho mọi người. Sắp về nước nghỉ ngơi một tuần, về sau còn có gần không đến hai tuần hành trình, hai quốc gia, về sau còn sẽ có một lần diễn xuất, cho nên lần này tiền, mọi người lưu một nửa còn lại một bộ phận chư vị thân sĩ có thể chọn lựa thích hợp lễ vật đưa cho nữ hài tử cuối cùng một ngày buổi chiều mọi người ra ngoài đi dạo quý chu hỏi nàng thích gì cô chanh nói cái gì đều tốt nàng không có tiền nếu không cũng có thể tiễn hắn lễ vật biểu đạt trải qua mấy ngày nay hắn đối với nàng chiếu cố tiếng kêu ca ca sau bất luận cái gì lễ vật cũng có thể làm cho ca vui vẻ cô chanh bị hắn trêu chọc hắn cố chấp như thế tại gọi ca ca bất quá về sau nàng mới hiểu được hắn ác thú vị. Tối về sau, tiếp mục tiếp tục thu, khách quý ngồi tại lớn như vậy biệt thự đại sảnh, mười mấy, mười vị khách quý. Mọi người đem tự chọn lễ vật lấy ra, Tô Chanh coi là quý chu không chuẩn bị, bởi vì hai nàng cơ bản một đường, không chút tách ra quá, không gặp hắn mua đồ. Mỗi cái nữ hài nhi đều thu được lễ vật, có thủ công nghệ phẩm, bản số lượng có hạng tay xử lý, nước hoa, Lâm Hân nhận được là một thanh điện guitar, nàng rất thích. Quý Chu từ trên lầu đi xuống, đem một cái cái hộp nhỏ đưa cho Tô Chanh, Châu Bác nhãn hiệu chữ thình lình vọt tại ánh mắt mọi người bên trong, Tô Chanh khẽ giật mình, đương nàng mở hộp ra, bên trong một đầu hoa hồng kim vòng tay, động vật chủ đề mười mấy con hồ điệp, mỗi cái hồ điệp trên cánh đều khảm nạm kim cương tổng cộng ba. 48 ca ra. Này! Lâm Hân tới. Qua, quý ca, ngươi như thế đại thủ bút tằng danh lãng quý ca ngươi gian lận chúng ta là dùng diễn xuất tiền mua ngươi cái này chí ít bảy chữ số vô thanh nghiêng trên mặt cười đáy mắt càng ngày càng lạnh nàng cùng quý chu quen biết nhiều năm hắn cũng đưa quá nàng lễ vật giá cả nàng kỳ thật không thèm để ý nhưng đầu này vòng tay là bọn hắn tại ba gieo tiệm châu báu bên trong nhìn thấy lại không nghĩ hắn từ khi đó liền nghĩ đến hôm nay tô chanh vội vàng đem hộp đắp lên đưa trả lại cho quý chu. Quá quý giá, không thể nhận. Quý chu mở hộp ra, đầu ngón tay vân vê vòng tay một mặt cầm lên, vòng tay ta không dùng tiền, thu đi. Ngươi làm ta ba tuổi tiểu hài nhi. Nàng làm sao lại tin hắn? Quý chu xích lại gần nàng nhỏ giọng nói. Ngươi ngay trước cả nước người xem mặt, cự tuyệt ta, lễ vật, ca mặt mũi này để nơi nào? Tô Chanh căn bản không có chú ý tới hắn lời nói bên trong ngữ khí, chỉ biết là lễ vật này không thể nhận ta thật không thể nhận hắn nắm chặt của nàng thủ đoạn đem người kéo đến trước chân như thế trục đâu để ngươi thu ngươi liền thu quý chu đem dây xích tay đeo lên cổ tay nàng bên trên bàn tay nắm vuốt đầu ngón tay của nàng chép miệng a hạ lưỡi rất thích hợp của ngươi cái kia ta về sau trả lại ngươi hắn keo kiệt chữ đem ngươi trả ta tốt lắm quý chu trầm thấp cười tại bên tai nàng Tô Chanh cảm thấy lỗ tai rất nóng. Ngày mai về nước. Nàng gật đầu. Ca nhất định sẽ nghĩ tiểu Chanh tử. Cô Chanh vùi đầu đến trầm thấp, lộ ra hồng hồng lỗ tai, giống con con thỏ nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên bản đáp ứng hôm nay canh ba, kết quả chỉ càng hai chương, thứ bảy đôi càng, đem thứ sáu bù lại. Chương 19 Quý đại thiếu chỉ muốn phạm tội bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Về nước chuyến bay hành trình mười mấy giờ, Tô Chanh muốn theo Lâm Hân sát bên ngồi, Lâm Hân lại nói muốn cùng Hoàng gia hợp cùng nhau, Tô Chanh đương nhiên sẽ không hỏi nàng vì cái gì, bị cự tuyệt chỉ có thể yên lặng nhìn xem từ đỉnh cấp khoang thuyền bên kia đi tới, hắc siêu che mặt khổng tước hoa vũ áo sơ mi quý chu. Hắn xông nàng dương lên cái cầm, Tô Chanh đành phải đi đến bên thoang cái vị trí. Quý Chu bệ vệ ngồi xuống, đối ta có ý kiến. Ngươi không phải ngồi bên kia à? Đỉnh cấp khoan thuyền cùng bọn hắn khoan hạng nhất không đồng dạng, bên kia là có căn phòng độc lập, giá cả tự nhiên cũng là đắt đến tắt lưỡi. Ngươi không thích cùng ta ngồi cùng nhau. Không có. Tô Chanh ngồi thẳng thân thể, không nhìn tới hắn, vừa vặn bên khí tức bao phủ nàng, mát lạnh, sạch sẽ, lại như lộn xộn lấy để cho người ta cấp trên thanh tửu, trong lúc vô hình nhường nàng sinh ra áp lực đó chính là thích. Tô Chanh Thanh Tú lông mày co lại thành một cái tiểu kết, ngươi nói nhỏ chút. chung quanh đều là bọn hắn người, khoan hạn nhất hết thảy cứ như vậy chút vị trí, các nàng người đều ngồi tại bên này để người khác nghe được, lại nên cười nàng. Trong lòng không có quỷ, ngươi sợ cái gì? Quý Chu tận sức tại trêu chọc tiểu Chanh Tử, đem người chọc tới đỏ bừng cả khuôn mặt, trong khoảng thời gian này, hắn làm chuyện này thái thượng nghiện, muốn ngừng mà không được tô chanh bị hắn câu này trực tiếp đem muốn nói ra miệng lời nói đều chẹn họng trở về hắn đột nhiên nhẹ câu khóe môi ngậm lấy cười vẫn là trong lòng ngươi có quỷ ngươi cưỡng từ đoạt lý tô chanh phản bác nhưng không nguyên do lực lượng nhưng không có như vậy đủ quý chu điều chỉnh tư thế ngồi khuỷu tay chống đỡ tại giữa hai người tay vịn nghiêng về phía trước lấy thân thể tới gần nàng có vẫn là không có tô chanh cắn răng ngươi mới có này không thật thông minh nha, mỗi ngày cùng ca giả bộ hồ đồ. tô chanh không có trò chuyện. máy bay cất cánh, bay thẳng mây mảnh, tô chanh nhắm mắt lại, nghe âm nhạc. quý chu đưa tay đem nàng gần cửa sổ cái kia bên cạnh lỗ tai lấy đi, tô chanh không nhúc nhích, hắn nghe xong là đàn violon âm nhạc, hắn nghe một lát, thưởng thức không đến, điện thoại bị nàng nắm ở trong bàn tay nhỏ, hắn đi lấy, nàng bỗng dưng siết chặt, không buông hắn một tay chế trụ của nàng thủ đoạn, một cái tay khác dùng sức một cử động, điện thoại cầm rơi vào trong tay hắn. Hắn giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, chỉ lệnh vân tay giải tỏa, động tác một mạch mà thành, liền cái tay nào hắn đều rõ ràng. Hắn điều đi âm nhạc, một lần nữa tìm mấy bài hát, sau đó đem nàng tai nghe điều chỉnh, hắn cũng nhắm mắt lại. Cô chanh hai mắt nhắm chặt, lông mi rung động nhẹ nhẹ dưới, tiếng trung bản beauty and the biết âm nhạc giai điệu không có gì thay đổi, ca từ điều chỉnh đến cực kỳ phụ họa nhân vật trong kịch bản nội tâm. Quý Chu Tuần Hoàng này một ca khúc, Tô Chanh cũng sẽ không có ý kiến gì, nàng âm nhạc thiên phú cực cao, nghe mấy lần, ca từ liền ghi lại hơn phân nữa. Hơn hai tháng hành trình, tất cả mọi người thân thể đều cực độ mỏi mệt, Quý Chu cho nàng điều chỉnh ghế ngồi, nhường nàng ngủ một lát nhi. Tô Chanh trên đường đi đều tại kiên trì, lúc này trầm tĩnh lại, ủ rũ đánh tới, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Quý Chu nghe được bên người có rất nhỏ kêu rên, hắn dương mắt, rơi vào tô chanh trên mặt, hắn tô chanh co ro thân thể, lông mày vặn thành kết, sắc mặt rất khó coi. Hắn vội vàng ngồi xuống, đưa tay đụng vào nàng cái trán, cũng không tính bỏng, vậy thì không phải là phát sốt, hắn vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiểu chanh tử, ngươi thế nào? Tô chanh bị tỉnh lại tới, đầu đau muốn nước vậy nắm kéo, nhưng nàng mười phần khổ sở, nàng thở phì phò, "Quý ca, ta, đầu ta đau nhất. Ta đi cấp ngươi tìm thuốc." Hắn quay người muốn đi gấp, Tô Chanh một phát bắt được hắn, "Trong bọc của ta có thuốc giảm đau." Quý Chu đem Tô Chanh bao mở ra, bên trong đồ vật không nhiều, một chút liền nhìn thấy một cái nhung tơ túi, trong túi trang mấy loại thuốc, bọn hắn ra, mỗi người đều sẽ mang chút khẩn cấp thuốc, thuốc giảm đau, thuốc cảm mạo, đề cao sức miễn dịch chờ thiết yếu có thế tô chanh trong này thuốc, cũng không phải là khẩn cấp thuốc. Hộp thuốc tất cả đều là ý văn, Quý Chu sẽ giảng ý văn, nhưng văn tự kém một chút, hắn lấy ra một hộp, là cái này sao? Là. Mấy hạt? Hai hạt. Quý Chu vặn ra bình nước đem thuốc đưa đến miệng nàng một bên, tô chanh uống thuốc, lại nằm trở về. Hắn tới gần nàng một chút, đôi khuỷu tay chống tại hai bên, thay nàng xoa nắng lấy huyệt thái dương, sau một lát Tô Chanh mở to mắt, bởi vì đau đầu mà khẽ nhất cánh môi, thở hỗn hển, một đôi ướt sủng mắt, cứ như vậy đánh thẳng tiếng hắn đáy mắt. Quý chú ánh mắt thoáng chốc tối sầm lại, hắn cắn răng nói, đừng câu dẫn ta, ngươi dạng này ta không hạ thủ được. Tô Chanh thể xác tinh thần bỗng nhiên chấn động, đưa tay đẩy hắn, tay nhỏ mềm mềm bất lực, chạm vào bộ ngực hắn, thật lạnh, rất mềm, thanh âm của nàng rất yếu rất nhẹ, không cần, ta một hồi liền tốt. Nếu không phải nàng lúc này mọc lên bệnh, quý chu có thế không quản được ở đâu, cặp kia ướt sủng mắt, quá muốn mạng. Quý chu đột nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, kiểu gì cũng sẽ đau đầu sao. Còn tốt. Nàng cùng hắn cách quá gần, mười mấy hai mươi phân khoảng cách, nàng là đau đầu, có thế khí tức của hắn quá gần, nhưng nàng sợ hãi, quý ca, ta không sao, không cần vào một hồi liền tốt. Quý chu cảm thấy mình thật mẹ nhà hắn không phải cái thứ tốt, mặc dù thương yêu nàng, nhưng Tô Chanh lúc này biểu hiện ra cảm giác suy yếu, đối với hắn dụ hoặc thái thái mạnh. Hắn muốn đem nàng đè lên giường, cặp kia ướt sũng mắt thấy hắn, dùng cái kia thở thô khí tức, gọi hắn ca ca. Quý Chu đột nhiên triệt thoái phía sau, ngồi trở lại vị trí của mình, hắn vặn ra bình nước, từng ực ừng ực hơn phân nửa bình một hơi uống sạch. Tô Chanh tại hắn rút lui sau, mới trường trữ một hơi, tâm lại bối rối một mảnh, nàng chuyển cái thân, nhẹ tay khẽ vuốt đang cuồng loạn nơi tim. Máy bay đổ muốn ninh hải sân bay, đã là trong đêm 10 giờ. Cô chanh hai cái trương hành lý, trên vai cổng đàn violon, quý chu tới thay nàng chia sẻ một cái, lại đem đàn violon từ nàng nhỏ gầy trên đầu vai lấy xuống, phóng tới chính mình cặp da bên trên, đẩy hướng trốn đi. Cô chanh đi sau lưng hắn, nhìn hắn bóng lưng, tâm không có tồn tại đến lại là hoảng hốt. Mười mấy tiếng hành trình, bọn hắn nói lời không coi là nhiều, nhưng có mấy lời nhưng lại có vô tận trọng lượng đập vào nàng trong lòng mặc dù là trong đêm nhận điện thoại miệng lại tới vô số phan hâm mộ cùng truyền thông cô chanh giật nảy mình vô số tránh mau ánh đèn chiếu đến phan hâm mộ dơ thần tượng tiếp ứng bài hô to danh tự cô chanh từ đầu đến cuối cuối đầu đi theo mọi người sau lưng đột nhiên nghe được tên quen thuộc hô hào tiểu chanh tử nàng đột nhiên ngẩng đầu Phan hâm mộ bên trong có một bộ phận dơ, quý chanh chính phú, tiếp ứng bài, hô hào nàng cùng quý chu danh tự. Lệ thừa ngôn tại nàng bên trái, ai, ngươi cùng quý ca phan hâm mộ tới không ít đâu. Ta cũng không biết, tại sao có thể như vậy. Cái kia muốn hỏi quý ca, hắn tại ôi bộ bên trên múa đến có thế hải đâu. Tô chanh bất đắc dĩ, quý chu người này, quá thích chơi náo loạn, tại xã giao trên bình đài cũng thả bản thân đâu còn có một chút đại thiếu gia cao lãnh, bất quá hắn xác thực không có cao lãnh mấy ngày, liền bắt đầu để cho người ta cấp trên. Tại phan hâm mộ cùng truyền thông chen chút dưới, rốt cục đi ra sân bay đại sảnh, các minh tinh đều có công ty người tới đón, nhìn xem từng cái cùng mọi người vẫy tay từ biệt, tiến vào trong xe rời đi. Tô Chanh không người đến tiếp, bởi vì căn bản không ai biết nàng trở về. Nàng nghĩ đi đón xe, quý chu tới, một tay mang theo nàng cánh tay kéo đến cái kia xe mới nhất bản dài hơn huyễn ảnh bên cạnh hắn đem hành lý ném cho lái xe đẩy tô chanh lên xe phía ngoài phan hâm mộ điên cùng kêu tiểu chanh tử ngồi quý thiếu xe đi a a a quý đại thiếu này đáng sợ bạn trai lực tay lực to đến mau đưa tiểu chanh tử cầm lên đến quý thiếu phải ôm nhu nha quý chu đứng tại bên cạnh xe đưa tay chỉ vào vị kia phan hâm mộ buồn cười bật cười bất đắc dĩ lắc đầu tiến vào trong xe Tô Chanh kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để ý trên mạng nói cái gì, từ nhỏ biết ngoại nhân đánh giá cũng không phải là trọng yếu như vậy, bởi vì nàng liền thân nhất người nhà, đều đối nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Ngươi không cho trong nhà gọi điện thoại nói đi cũng phải nói lại. Tô Chanh ừ một tiếng. Sợ phiền phức. Ngươi nhà lái xe 24 giờ chờ lệnh đi, tiếp ngươi không phải hắn bản chức công việc a. À. Hắn không nghĩ quá nhiều, ngày bình thường tiểu Chanh tử cũng là nhu thuận ôm nhu, chưa từng cho người ta thêm phiền phức bất quá dạng này cũng tốt vừa vặn ca ca đưa ngươi trở về tô chanh đưa tay vỗ tráng trên cổ tay vòng tay tại mờ tối toa xe bên trong lấp lóe sáng ngời đúng cái này đến trả lại ngươi nàng nói liền đi đi vệ sinh liên quý chu sầm mặt lại sách ngươi đây không phải đánh ta mặt a à, ngay trước cả nước người xem mặt tặng ngươi quay đầu lại trả lại cho ta ta trả lại cho ngươi cũng không có người sẽ biết nha quý chu nhíu mày mặt lộ vẻ không vui hân hân các nàng thu lễ vật cũng còn trở về không đồng dạng cái này vòng tay quá quý giá quý ca ta thật không thể nhận nếu như là vật nhỏ nàng cũng không cần xoắn suýt quý chu tắt lưỡi cầm một cái chế trụ nàng phần gáy đem người kéo đến thân thể trước mặt hắn lực tay rất lớn tô chanh trực tiếp tiến đụng vào trong ngực hắn nàng ngẩng đầu quý ca ngươi cầm miệng cho ta lại nói nhảm ta đặt chỗ này liền đem ngươi làm. Cô chanh khẽ nhất lấy miệng, ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày, cả người đều cùng bị nước nấu con tôm. Tô chanh biểu hiện, nhưng quý chu trong lòng nhất thời sản khoái, hắn bật cười, ý cười rất nặng, lồng ngực hơi rung, mấy ngày nay về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đem ngươi mệt muốn chết rồi, ca đau lòng. Tô chanh đột nhiên đẩy hắn ra, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, cũng may sưởng ngăn cách phong bế trước sau, nếu không những lời này nhường lái xe nghe được nàng thật thêm xấu hổ vô cùng quý chu mang lấy chân dài dựa rộng rãi rôn sơ phen tông chỗ ngồi phía sau trọng lượng ghế sa lon bằng da thật tô chanh nho nhỏ người trốn ở gần nhất cơ hồ rơi vào đi hắn lấy điện thoại di động ra chụp một trương thẳng đến xe dừng ở tô gia biệt thự trước cổng chính lái xe xuống dưới nhấn chuông cửa rất nhanh có người ra thấy là tô chanh liền mở ra đại môn xe đi vào dừng ở cửa lái xe đem tô chanh hành lý lấy xuống tô chanh muốn lúc xuống xe quý chu kéo nàng lại ngón trỏ tại nàng tiểu xảo chấp mũi chỗ cạo nhẹ dưới nhớ kỹ nghĩ ta tô chanh một đôi cầu xin con ngươi hy vọng hắn đừng lại mở nàng trò đùa nàng lại không biết nàng dạng này cầu xin ánh mắt quý đại thiếu chỉ muốn phạm tội tác giả có lời muốn nói buổi tối còn có một chương trang bìa buổi tối đổi Kỳ thật mới văn danh còn thật phù hợp quý đại thiếu không muốn mặc hành vi ha. Chương 20 Quý ca, có thế mời ngươi tới trong nhà ăn cơm không? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Chanh đưa mắt nhìn quý chu xe rời đi, mới quay người tiến biệt thự đại môn, lúc này viên lệ hoa mặc quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống, ngươi tại sao trở lại? Tô Chanh nắm vuốt cặp da keo kiệt lại gấp, tiếp một tổ nghỉ một tuần, tất cả mọi người trở về nước đi đi lên ngủ đi viên lệ hoa nói xong quay người đi trở về cha ta đâu nàng hỏi vừa nằm ngủ ngươi điểm nhỏ động tỉnh chớ quấy rầy đến hắn Tô chanh hít sâu một hơi quản gia thay nàng dẫn theo rương hành lý đến ba tầng gian phòng Tô chanh nói lời cảm tạ chậm rãi thu thập hành lý sau đó vọt vào tắm nằm xuống nàng không có ý đi ngủ ở trên máy bay ngủ thật lâu mấy ngày liên tiếp chặt chẽ an bài, lúc này nhàn hạ lại đầu óc trống trơn. Điện thoại ông ông chấn động, nàng lấy xuống xanh lục kết nối khóa. Đến nhà. Từ du du nói. Đến. Lão vu bà không có làm khó ngươi chứ. Có thể làm khó dễ cái gì, đều nghỉ ngơi. Ngươi ba ở đâu, không có khích lệ ngươi một phen. Hắn cũng ngủ. Từ du du hít một tiếng, không đề cập tới không vui, các ngươi lần này trở về lên hot search, ngươi cùng quý thiếu hình tượng cũng không ít, đặc biệt là ngươi ngồi hắn xe đi cái kia coi thường nhiều lần, nhiệt độ phi thường cao, đều nhanh vượt qua vu thanh niên. Nhà! Nàng không hứng lắm. Ngươi bây giờ nhân khí cũng rất cao a à tiểu bảo bối. Đều là nhìn quý ca, ta chỉ là kèm theo thôi. Ai nói, ngươi có phải hay không còn không soát uây bộ, phía trên khen ngươi rất nhiều, lúc này mới truyền ra ba kỳ. Ngươi ủy bộ tăng 70 vạn phấn. Tô Chanh trước đó chỉ có mấy ngàn phấn, hầu như đều là cương thi nằm liệt. Kỳ thứ ba đường phần cao hơn, ta luôn cảm thấy quý chu xem ngươi ánh mắt không đúng. đều là biên tập hiệu quả. Nàng nói. Sau khi cúp điện thoại, Tô Chanh nghĩ nghĩ, lên ủy bộ. Ủy bộ trên tuôn ra rất nhiều đầu bình luận cùng tán, còn có rất nhiều đầu yêu đặc biệt. Tiết Mục tổ trở về hót sớt trước ba, nàng điểm đi vào cái thứ hai liền là quý chu cùng nàng cái kia coi thường nhiều lần. Nàng điểm vào bên trong bình luận, phan hâm mộ nhiệt tình độ hù đến nàng. Một cái phan hâm mộ bình luận mấy ngàn điểm tán, nàng chưa hề nghĩ tới nàng cũng có dạng này cao lưu lượng một ngày. Quý thiếu ánh mắt thật ôn nhu, tại sao có thể có ôn nhu như vậy ánh mắt, quý thiếu thanh âm thật tốt nghe, trầm thấp thời điểm quá có từ tính, đùa tiểu tranh tử thời điểm chọc tới muốn mạng, ánh mắt kia, a a a càng nguy hiểm hơn. Quý thiếu khoát lên tiểu chanh tử trên ghế dựa tay, ngon ngoe muốn động có hay không, kinh không đạt được tích, kinh không đạt được tích, quả nhiên, mập mờ kỳ nhất ngọt, rất ngọt. Quý chanh chính phú, một năm bốn mùa thơm ngọt thủy nộn tốt ngon miệng, thật là thơm, thật ngọt. Đại quy mô quý chanh chính phú phấn trình diện. Quý chanh chính phú kinh không được chiều sâu phân tích, cấp trên A cấp trên. Cấp trên V1 cấp trên V2 cấp trên, số điện thoại tô chanh chưa có xem tiết mục phim chính cái này đoạn ngắn nàng là lần đầu tiên nhìn cũng là lần thứ nhất biết còn có một đoạn này bao quát những cái kia ánh mắt hắn thật đang nhìn chính mình liền chính nàng đều không thể phân biệt là tiết mục hiệu quả vẫn là chân thực phản ứng xuống chút nửa phiên có dân mạng nói quý đại thiếu cặp kia cặp mắt đào hoa đừng nói nhìn tô chanh liền là nhìn cột điện tử đều tự mang hỏa hoa nhìn cột điện tử tự mang hỏa hoa tô chanh bật cười nói quá đúng lúc này có người phát bác bị nàng soát đến một nước tiểu chanh tử online tiểu chanh tử xuất hiện mọi người cược nàng phát không phát uầy bộ nàng rất ít bên trên uầy bộ rốt cục để cho ta bắt được ta tin cơm nắm không có phí công dùng tiền tiểu chanh tử không muốn dòm ngăn phát bác tới chơi nha tô chanh một mộng nàng online thế mà các nàng cũng có thể nhìn thấy sau một lát tô chanh phát một đầu uầy bộ tô chanh trở về ngủ ngon nàng phát xong đầu này về sau liền long ô út, cũng không lâu lắm, quý chu thượng tuyến, nhìn thấy tô chanh phát quây bộ, hắn cũng phát một đầu. Quý chu, ngủ ngon, phối hợp một trương hình ảnh, lập tức chính phú phấn điên mất rồi, bởi vì hắn phối hình ảnh, là tô chanh trên xe ngủ nhang. Phan hâm mộ kích tình mở mạch. Đêm nay đường phần so tiếp mục còn cao, chính chủ cho đường, chén này chó đường ta uống trước rồi nói. Quý chanh chính phú nhiệt độ giá cao không hạ, vượt qua trong tổ đại hoa lưu lượng, phấn hoa nổi giận, ở đâu ra A Miu A Cẩu, đừng tưởng rằng chính mình cầm cái gì phá đàn violon thưởng liền cùng này giả bộ nhỏ cải trắng hoa, sen trắng thích hợp ngươi. Hủy đi chính phú tới. Quý thiếu thịt ăn nhiều rau xanh thay đổi miệng dạ dày thôi, tháng 3 nhiệt độ, tiết mục tạo thế, múa chính phú đại kỳ thật dài đầu óc. Quý chanh chính phú phấn giận đổi. Chính chủ uy đường, không phục kìm nén. Tô Chanh nằm ngủ lúc là sau nửa đêm hơn một giờ, ngược lại lệch giờ, nàng tỉnh tương đối cao, đổi quần áo xuống lầu, người giúp việc đang nấu bữa sáng. Sau một lát, Tô Thịnh Trạch xuống lầu, thấy được nàng đầu tiên là khẽ giật mình, mở miệng nói. Tiểu Chanh, ngươi chừng nào thì trở về. Ta nửa đêm đến, ngài đã ngủ rồi, liền không có ồn ào ngài. Tô Thịnh Trạch mặc dù bề bộn nhiều việc công sự quan tâm Tô Chanh ít một chút, nhưng dù sao cũng là chính mình hài tử, trở về, hắn vẫn là thật vui vẻ, tiếp mục kết thúc rồi à. Chỉ là tạm thời nghỉ ngơi một tuần, về sau còn muốn thu, bất quá cũng sắp, còn có hơn 10 ngày liền kết thúc. Trong khoảng thời gian này nhất định rất vất vả, để cho người ta nhiều nấu mấy thứ ăn ngon bồi bổ thân thể. Còn tốt, không mệt. Nghe nói ngươi cùng Quý Chu quan hệ chỗ đến không sai. Lời này cũng là nghe Viên Lệ Hoa giảng hắn không nhìn chương trình giải trí. Quý tổng đối tất cả mọi người rất chiếu cố. Nàng nói. Về sau, trả lại sao? Ở lại trong nước cũng là lựa chọn tốt. Kết thúc sau, không có ta chuyện gì liền trở về. Tô Thịnh Trạch nghe xong, cũng liền không nhiều lời, Tô Chanh nguyện ý đi ý, liền để nàng đi thôi. Tô Chanh nghỉ ngơi cả một ngày, chẳng hề làm gì, viên lệ hoa không cho nàng trong nhà kéo đàn violon, nói quá ồn, Đánh cái kia về sau, Tô chanh trong nhà liền không có lại kéo qua cầm. Nàng nhìn xem của nàng cầm, giống như chỉ có nó mới có thể vĩnh viễn bồi bạn nàng, theo nàng trải qua của nàng vui vẻ cùng không vui. Dưới lầu truyền đến viên lệ hoa cùng Tô lão phu tiếng nói chuyện, lại truyền tới ngoài cửa ô tô động cơ thanh âm, về sau là Tô Hâm cùng nàng mẫu thân cũng tới. Cơm tối lúc, Tô lão phu nhân ngồi tại chủ vị, hai bên theo thứ tự là Tô Tranh phụ thân cùng Tô Hâm phụ thân. Về sau vị trí theo thứ tự trình tự người nhà, mà Tô Chanh ngồi tại gần nhất, Tô Thanh đều cao nàng một vị trí, có thể thấy được nàng tại Tô gia địa vị, một mực như thế. Mọi người vừa ăn cơm, một bên trò chuyện công ty, trò chuyện sinh ý, trò chuyện Tô Vũ tiếp nhận công ty sau biểu hiện không tầm thường, tiếp xúc đều là thế hệ tuổi trẻ danh môn quý tộc, phát triển nhân mạch. Cho tới nhân mạch, quý chu là ắt không thể thiếu một vị. Tô Vũ cùng Quý Chu cũng coi là quen biết có cộng đồng việc xã giao, quý gia căn cơ tại đế đô, đó là bọn họ chiến trường chính, Ninh Hải chẳng qua là chính quý chu luyện chơi, nhưng cũng là tại ngắn ngủi trong vòng 7, 8 năm, nhưng hắn dày vào thành thị giá trị vượt trên những này nhiều năm uy tín lâu năm xí nghiệp. Quý chu gió ném công ty mấy năm này thu mua mấy nhà uy tín lâu năm xí nghiệp, phát triển thành tự thành một mạch mới phát xí nghiệp, còn chưa mua vô số nhà danh tiếng chính thịnh mới phát ngành nghề, nhất làm cho người nói chuyện say sưa, liền là hối thành giải trí. Tô Chanh nghe không rõ bọn hắn đàm luận nội tình, hối thành giải trí lại là cái gì? Tô Vũ gặp nàng nghi ngờ thần sắc, ngươi không biết. Tô Chanh lắc đầu. Cùng một chỗ ghi chép tiếp mục hai tháng, ngươi làm sao còn cái gì cũng không biết. Viên lệ hoa trên mặt mang cười, nhưng tiếng nói đều là châm chọc. Tô Vũ nói. Hối thành giải trí năm trước đầu tư mấy tỷ, về sau toàn bồi, phim chiếu lên không được chiếu lên không được, phòng bán vé thảm thảm, việc này, đều là quý chu phía sau điều khiển, hắn nha, thật là một cái ác nhân. Nàng không cảm thấy quý chu là kẻ hung hãn, nhưng loại chuyện này, không cho đánh giá. Tô Vũ cười lạnh, cái này cũng quái hối thành cao tầng không có đầu óc, hắc ai không tốt hắc kỹ ninh, hai người bọn họ là bạn từ nhỏ quan hệ chắc chắn đây. Cũng bởi vì cái này. Tô Chanh kinh ngạc. Đúng, liền bởi vì cái này, vài tỷ toàn bồi thường, quý chu thật cầm cải trắng giá đem hối thành thu, chật chật, việc này hối thành cao tầng chỉ có thể ngậm bồ hòn, ai bảo hắn những cái kia diễn viên xảy ra vấn đề, mắc xích tài chính hấp lại không được. Tô Chanh không có ý khác, chỉ cảm thấy vốn điều khiển hết thảy. Tô Vũ nói, hai người tiết mục chính phú đại hỏa A. Đều là tiết mục hiệu quả thôi. Viên lệ hoa gặp Tô Hâm sắc mặt không đúng, cười nói, Ta ở trong điện thoại hỏi qua tiểu tranh, nàng nói cùng quý chu không quen, khả năng thật sự là tiết mục hiệu quả đi. Tô hâm mẫu thân gấp thức ăn cho nàng, tiết mục bây giờ không có cách nào nhìn, phim truyền hình có kịch bản, phim có kịch bản, hiện tại A, à, liền chương trình giải trí tiếp mục đều có kịch bản, tiểu tranh các ngươi có hay không kịch bản. Không có kịch bản, trước đó an bài tốt chúng ta đi chỗ nào, đi đâu chút thành thị, còn muốn an bài nhiệm vụ diễn xuất, kiếm lấy kinh phí. Tô Thanh ở bên cạnh đá nàng một cước, ai, ngươi diễn cái gì rồi? Tô Chanh bị động tác của hắn giật nảy mình, nàng để đổ xuống, đưa tay vuốt vuốt bị hắn giày đá phải bắp chân, hắn mặc dù không có làm bao nhiêu lực, nhưng đối với nàng mà nói, vẫn là đau. Trong tổ đều là diễn viên cùng ca sĩ, lấy bọn hắn làm chủ. Ngươi không phải sẽ kéo đàn violon sao, bất quá ngươi kéo đàn violon muốn bán vé, cũng khó, người nào thích nhìn đồ chơi kia. Tô Chanh khẽ động khóe miệng, không nói chuyện. Viên Lệ Hoa đột nhiên nghĩ đến, hôm nay nghe quản gia nói, hôm qua là chiếc Ron sơ đưa ngươi trở về, là ai vậy? Tô Chanh không nghĩ đề là Quý Chu tặng nàng, nhưng Tô Vũ lại nói, còn có thể là ai? Ninh Hải Ron Roiser, cao cấp nhất đều trong tay Quý Chu, đúng không tiểu Chanh? Tô Chanh lúng túng cười cười, từ một tiếng. Trước đó nói để người ta mời Quý Chu tới nhà ăn cơm. Ngươi nói không mời được, tối hôm qua đều đem ngươi đưa đến nhà, nếu như mời hắn, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Tô Chanh không nghĩ liên lụy quá nhiều, quý tổng rất bận, chúng ta quan hệ cũng không tới cái kia tình trạng, hôm qua là bởi vì tất cả mọi người đi, hắn mới đưa ta. Tô Hâm đột nhiên cười, Tiểu Chanh, ta thế nhưng là thường xuyên soát quay bộ cùng ISN người A, ngươi lừa gạt ai, là quý ca chủ động đem ngươi đưa đến trên xe, còn còn muốn gạt chúng ta mọi người đưa ánh mắt bắn ra tới, tô chanh miếm chặt cánh môi, nàng thật không nghĩ, vì cái gì bọn hắn không phải nhường nàng đi mời. Tô thịnh trạch gặp bầu không khí đột nhiên lạnh xuống đến, mở miệng thuyết phục. Tiểu chanh, ta tô gia tại Ninh Hải có nhất định địa vị, nhưng quý gia tại Bắc Kinh địa vị, chúng ta có thế đủ không đến, nếu như có thế đi tốt quan hệ, tự nhiên là tốt, người nếu có thể mời hắn đến người xem, chúng ta liền nhiều kết giao bằng hữu, nếu như không mời được, cũng không quan trọng, ngươi không cần có áp lực. Tô hâm mút môi tổ yến, chậm rãi đưa đến bên miệng, ai nha, đừng làm khó dễ tiểu tranh. Gặp nàng lại không lên tiếng, tô lão phu nhân trong mắt đều là không kiên nhẫn, liền để ngươi gọi điện thoại, có thế lục ngươi lớp da. Dưới mặt bàn giảo cùng một chỗ hai tay, móng tay đều rơi vào trong thịt, nàng không nghĩ hồi nơi này, một chút đều không muốn, một tuần, chỉ có một tuần, nàng liền có thể hồi ý, trở lại không có chỗ của các nàng, cũng không tiếp tục nghĩ trở về. Trong đêm 10 điểm, Tô Chanh tại gian phòng, điện thoại nắm ở lòng bàn tay nóng lên, nàng suy nghĩ liên tục, gọi điện thoại ra ngoài. Quý chu mới từ công ty ra, bận đến hiện tại, liền cơm cũng không kịp ăn, vốn đã táo bạo biên giới quý chu, nhận được Tô Chanh điện thoại, tâm tình trong nháy mắt hải lên trời, tiểu chanh tử, nghĩ ca. Tô Chanh nhất thời nghẹn lời, nàng dựa vào vách tường, đầu ngẩng lên nhìn xem thủy tinh đèn treo, trong lòng đặc biệt khó chịu, nàng chậm chậm cảm xúc nói, quý ca, có thế mời ngươi tới trong nhà ăn cơm không? Bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền quý chu nói chuyện. Bị cửa đụng vào, tiểu tranh tử muốn mời ca đi trong nhà ăn cơm. Vì cái gì? Tô tranh hồi câu hỏi của hắn, bởi vì nàng không muốn nói cũng không thể nói. Gặp nàng không mở miệng, quý chu cho là nàng lại thẹn thùng, đi, ta tại Bắc Kinh ngày mai hồi, ngươi nói ngày nào, nếu như nói hiện tại, ta trong đêm liền hồi. Quý Chu nhẹ nhàng vui vẻ thanh âm truyền vào đáy tai, Tô Chanh quay người, đầu chống đỡ lấy cánh cửa, đáy mắt thấm ra một mảnh bọt nước, không, không cần hôm nay, ngươi làm xong liền tốt. Vậy ngày mốt đi, ta đêm mai hồi Ninh Hải. Ân. Ừ. Quý Chu cúp điện thoại, ngồi vào trong xe, Tiểu Chanh tử thế mà mời hắn đi nhà nàng ăn cơm, chẳng lẽ là quý chu tà ác cười một tiếng khai khiếu hắn một tay chống đỡ điện thoại khuỷu tay chống đỡ lấy tay vịn hướng trên mặt khẽ nghiêng thao như thế bỏng